toàn dân Hokage, bắt đầu rút đến sông Kamui chương không một xuyên qua. Mado Một gian giá rẻ bên trong phòng mướn, một cái hai chân tàn tật người trẻ tuổi đang tại màn ảnh máy vi tính nhìn đằng trước lấy hắn thích nhất anime, Konoha Ninja. Lúc này anime chính phát ra đến 693 tập, Uchiha Obito thay Hatake Kakashi ngăn lại Otsutsuki Kaguya, cộng sát hôi cốt Tomogoroshi no Haikotsu bỏ mình, Tại tịnh thổ nhìn thấy Rin về sau trở về giới ninja đem song Kamui trải nghiệm thẻ đưa cho Kakashi. Làm cho gọn gàng vào, đây chính là lục đạo Kamui A. Toàn kịch mạnh nhất nhãn thuật không có cái thứ hai. Người trẻ tuổi hưng phấn hô to một tiếng, đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần nhìn thấy cái này. Người trẻ tuổi làm một cái trung thực Obito phấn, vẫn cho rằng song Kamui liền là giới ninja hoàng mỹ nhất nhãn thuật, liền ngay cả Rinnegan cùng thiên sinh nhãn cũng không sánh nổi. Song Kamui công có vạn vẹo không gian chi lực đem đối thủ xé rách, phòng có lớn như vậy dị không gian cung cấp mình ẩn tàng, không nhìn huyễn thuật bên ngoài tất cả năng lực, đây quả thực là Hokage bên trong hoàng mỹ nhất năng lực. Mặc dù Obito đến chết đều không có mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhưng trong cơ thể hắn có Hashirama tế bào, lại thêm thời khắc cuối cùng trở thành Jbi Jinchuriki, trong thân thể càng là có được lục đạo chi lực, Kamui cũng biến thành lục đạo Kamui so sánh dưới vĩnh hằng mắt đã không có trọng yếu như vậy. Lúc này trong tấm hình đã phát ra đến Kaguya bị Naruto chính cái thuộc tính khác nhau ra Rasengan công kích sau duy trì không ở Hoàng Mỹ Jibi Jinchuriki, thân thể bộ phận vĩ thú hóa đối Sakura chọc tới. Sasuke, nhanh dùng ngư nhãn thuật giúp Sakura thoát thân. Naruto hô to một tiếng. Sasuke mắt phải đóng chặt, chỉ lộ ra mắt trái Rinnegan, muốn tùy thời thi triển thiên thủ lực cứu Sakura, bất quá lại một mực tìm không thấy cơ hội ngay tại Sakura sắp bị Kaguya bộ phận vĩ thú hóa hóa thành bàn tay lớn bắt vào tay lúc một bộ màu xanh đậm Susanoo đột nhiên xuất hiện đem Sakura cứu Sasuke làm cho gọn gàng vào hậu tri hậu giác Naruto hưng phấn hô to một tiếng nhưng mà Sasuke lại bay tới phía sau hắn nghi ngờ nói Susanoo là ai Naruto ai không là ngươi sao Hai người lập tức nhìn về phía cổ kia thần bí Susanoo, lập tức kinh hãi, Kakashi lão sư. Nguyên lai cứu Sakura chính là từ bốn trận chiến sau khi bắt đầu vẫn tại vẫy nước Hatake Kakashi. Thẻ điện ngưu bức. Trước màn hình người trẻ tuổi dùng sức vất vất tay, cái này mẹ nó không thể so với bác đốt. Trước mắt một màn này đơn giản liền là ninja sao chép Kakashi, cái này bị vô số dân mạng gọi đùa chia năm năm nam nhân cao nhất ánh sáng thời khắc. Lục đạo gia thân, không cần lại lo lắng bị trát ra hạn chế, có thể hoàn mỹ phát huy ra Obito hai mắt năng lực, đây quả thực là Hokage chiến lực trần nhà. Người trẻ tuổi nhìn đến đây hưng phấn hai tay loạn vũ, không cẩn thận đem một bản bát người truyền manga vung ra ngoài, đem đặt ở máy tính cái khác một cái cái chén đổ nhào, nước thuận cái bàn chảy đến ổ điện bên trên. Tư tư A à. Đáng chết bắt người truyền, lão tử thật mẹ nó hối hận mua ngươi. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, người trẻ tuổi bị điện giật kích mất đi ý thức, đã hôn mê. Lam lịch tinh tú năm 2022, tháng 6, hạ. Lam Tinh Liên bang, Cửu Châu khu, Dương Thành nhất trung. Lúc này cấp 3 đang tại chuẩn bị chiến đấu thi đại học, vô số đám học sinh đều đang ra sức phấn đấu, muốn bắt một cái tương lai đi ra. Lớp 12 lớp 4 chủ nhiệm lớp Vương Hải lúc này đang tại dắt cuốn họng lớn tiếng cổ vũ học sinh của hắn. Các bạn học lại có 13 ngày liền là thi tốt nghiệp trung học, các ngươi sau này là rồng hay là dung liền nhìn cuộc thi lần này, cho nên mời mọi người cần phải giữ vững tinh thần đến, kiên trì xong cuối cùng này hơn 10 ngày. Tam thân thuật còn không có nắm giữ đồng học mời không nên nản chí, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi lão sư, tuyệt đối không nên cam chịu, nếu không các ngươi chỉ có thể luôn làm một cái vô dụng người bình thường. Phải biết sớm tại hơn 200 năm trước quái thú xâm lấn về sau, khoa học kỹ thuật lực lượng liền càng ngày càng yếu, Trở thành gia mới là vương đạo, cho nên mời mọi người nghe lão sư lời nói, đem mười mấy ngày nay kiên trì xong. Vương Hải kêu cuốn họng mệt mỏi, cầm lấy mang theo người giữ ấm chén, từng ực ừng ực uống hai ngụm nước, dưới đài các bạn học thừa cơ hội này nhao nhao châu đầu ghé tai. Lập tức liền muốn kiểm tra thử a, ta thuộc thế thân còn không có nắm giữ đâu. Này, ngươi đều cân nhắc thuộc thế thân, ta ngay cả biến thân thuật cũng sẽ không đâu. Lại nói chúng ta Dương Thành Nhất Trung đã 3 năm không có người thi đậu Cửu Châu Đại học A. Cũng không phải, Cửu Châu Đại học thế nhưng là các thiên tài nhạc viên, chúng ta những này phổ thông niêm gia gia đình hài tử muốn thi bên trên quá khó khăn. Bất quá lần này trường học chúng ta phải nổi danh A, thật không nghĩ tới lớp chúng ta hạ tình tuyết vậy mà mở ra bạch nhãn, đây chính là thích hợp nhất trinh thám tại ma thú khu tra nguy hiểm năng lực. Đúng vậy A, thật hâm mộ nàng, đã sớm bị Cửu Châu Đại học tuyển chọn. Hâm mộ cũng vô dụng, ai để người ta là bạch nhãn nhất tộc Hạ gia công chúa nhỏ, thức tỉnh không phải rất bình thường sao? Ai, ta lúc nào mới có thể thức tỉnh huyết kế giới hạn ta? Ngươi liền đừng có nằm mộng, các chuyên gia nói huyết kế giới hạn ngoại trừ phụ mẫu di truyền bên ngoài ngẫu nhiên thức tỉnh khả năng quá nhỏ, liền cùng trúng xổ số, số. Chúng ta những này gia đình bình thường hài tử nhưng không có người nào hạ tình tuyết mệnh. Các bạn học ánh mắt nhau nhau nhìn về phía một cái con mắt cùng người bình thường không giống nhau, trong con mắt không có một chút màu đen nữ hài, hạ tình tuyết. Hạ tình tuyết dáng người tinh tế, tướng mạo mười phần thanh tú, một đầu tóc dài tới eo lẳng lặng dán tại phía sau lưng bên trên, cho dù là nghe được các bạn học nghị luận mình cũng không có sinh khí, ngược lại điềm tĩnh nhìn lấy bọn hắn lộ ra mỉm cười. Vương Hải nhìn xem dưới đài châu đầu ghé tai các học sinh cũng không có ngăn cản, khi đại học sắp đến hiện tại coi như lâm trận ôm chân Phật cũng không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là điều tiết những học sinh này tâm thái, để bọn hắn phát huy ra bình thường bình thường trình độ là được rồi. Nhìn một chút, Vương Hải đột nhiên phát hiện lớp học học sinh tốt, tô bạch, thế mà nằm sấp trên bàn đi ngủ, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Nếu là học sinh khác đi ngủ hắn ngược lại không ngoài ý muốn, nhưng tô bạch là hắn môn sinh đắc ý, lớp lý thuyết môn môn mắc điểm, bình thường học tập phi thường tiến tới hắn đặc biệt ưa thích nam sinh này bất quá tô bạch liền là thân thể hơi yếu một chút trát ra rút ra tiến độ tương đối chậm đến bây giờ tam thân thuật đều không có nắm giữ vương hải cảm thấy hắn tám thành muốn luôn làm một cái vô dụng học giả thân thể không thoải mái a à. vương hải mang theo nghi hoặc đi tới tô bạch bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn thiếu niên từ trong lúc ngủ mơ ngẩng đầu ánh mắt dần dần tập trung khi hắn thấy rõ vương hải sau một bộ dáng vẻ thấy quỷ vương lão sư ngài còn sống vương hải nghe xong ngây ngẩn cả người sau đó đầy trong đầu hắt tuyến tức giận gõ một cái đầu của hắn hét lớn tô bạch ngươi ngủ hồ đồ rồi sao các bạn học nhìn thấy một màn này cười vang bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn nghe lời đàng hoàng tô bạch thế mà ngư bức như vậy dám ngay trước mặt vương hải chú hắn mặc dù lời này có đôi khi bọn hắn cũng muốn nói làm Tô Bạch nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh sau triệt để mộng. Đây không phải ta cao trung lúc đồng học cùng lão sư sao? Cái này mộng cũng quá chân thực đi. Chẳng lẽ là lão thiên để cho ta đền bù đã từng tiếc núi, cho nên mới để cho ta làm dạng này một giấc mộng. Tô Bạch lúc này cho là hắn đang nằm mơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hạ tình tuyết, cái này kiếp trước làm hắn thương tiếc cả đời nữ hài. Hắn đứng người lên, không nhìn Vương Hải cùng các bạn học kinh ngạc ánh mắt, chậm rãi đi đến Hạ Tình Tuyết bên người. Hạ Tình Tuyết nghi hoặc nhìn Tô Bạch. Mặc dù không rõ hắn muốn làm gì, bất quá nàng vẫn lễ phép hơi cười. Nhưng mà một giây sau, Tô Bạch làm một cái làm cho tất cả mọi người đều há to mồm động tác, hôn lên Hạ Tình Tuyết môi đỏ. Đật. Không bằng. Tỉnh. Phòng học lập tức an tĩnh đáng sợ. Vương Hải Mộng, các bạn học cũng mộng, Hạ Tình Tuyết càng là quên đi phản kháng trừng mắt một đôi bạch nhãn nhìn chầm chầm tô bạch. Mà lúc này, tô bạch trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ kiểm trắc đến chủ ký sinh đã thành công xuyên qua, thêm điểm hệ thống bắt đầu khóa lại. Lam lịch tinh tú 2000 năm, các nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều có được ma thú bí cảnh không gian, cái này là nhân loại lần thứ nhất cùng ma thú tiếp xúc. Thảm bại Một tháng sau, bí cảnh không gian bên trong trác ra cùng các loại nhẫn thuật bị nhân loại phát hiện đến tận đây toàn nhân loại tiến vào trắc ra lúc tu luyện thay mặt. Một năm sau, tại ma thú tàn phá bừa bãi hạ gần như diệt tộc nhân loại tổ thành một cái thế lực mới, làm tinh liên bang. Không phân nhân chủng, không phân quốc độ, chỉ cần ngươi là nhân loại, cái kia ngươi chính là đồng bạn, từ đó làm tinh tiến vào liên bang chế. Lam lịch tinh tú năm 2200, đi qua 200 năm trác ra tu luyện, các loại nhẫn thuật, viễn thuật, thậm chí huyết kế giới hạn trăm hoa đua nở, Nhân loại tại bỏ ra giá cả to lớn sau dần dần đứng vững bước chân, trác ra dần dần thay thế khoa học kỹ thuật lực lượng. 200 năm chiến tranh làm cho nhân loại bị mất rất nhiều thổ địa, Lam Tinh Liên Bang vì nắm chặt, nắm đấm thiết lập Tam Đại khu, Cửu Châu khu, Châu Âu khu, Châu Mỹ khu. Về phần còn lại địa bàn thì toàn bộ bị ma thú chiếm lĩnh. Lam Lịch Tinh Tú năm 2222. Song song địa cầu Tô Bạch xuyên việt rồi hắn vừa đến đã làm một kiện chấn kinh dương thành đại sự đồ dẫn cửu châu khu dương thành lừng lẫy nổi danh huyết kế gia tộc bạch nhãn nhất tộc tiểu công chủ hạ tuyết tinh a à. tiếng rít chó tai tiếng vang lên hạ tình tuyết đôi bàn tay trắng như phấn tinh chuẩn rơi vào tô bạch trên đầu phanh hạ tuyết tinh làm bạch nhãn nhất tộc hòn ngọc quý trên tay sớm đã trở thành ninja thực lực bất phàm mà vốn là thân thể gầy yếu tô bạch tiếp nhận một quyền sau Lập tức con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Té xỉu trước, hắn đắng chắc nghĩ đến. Hệ thống, nguyên lai ta không phải nằm mơ, là xuyên qua a. Tô Bạch, nam, 18 tuổi. Cửu Châu Khu Dương thành nhất trung học sinh lớp 12. Xuyên qua trước thân phận là địa cầu một tên vừa mới tốt nghiệp sinh viên, bởi vì một trận tai nạn xe cổ vứt bỏ hai chân không nói, người nhà cũng tại trong tai nạn xe rời đi bị đã kích hắn cả ngày chỗ ở trong nhà không có việc gì. Sau khi xuyên việc, hắn vẫn là hắn, cơ hồ hết thảy cũng không có thay đổi, biến chỉ là thời gian, hắn lại về tới 5 năm trước. Chính vào lúc thi tốt nghiệp trung học. a à, còn có trác ra, cái này kiếp trước một bộ tên là Konoha Ninja bên trong đồ vật. Dương Thành nhất trung trường học trong phòng y vụ, Tô Bạch nằm tại trên giường bệnh, đã dung hợp hai đời ký ức hắn kinh ngạc nhìn trần nhà ngẩn người. Trác ra, nhẫn thuật, ma thú, cái thế giới này có chút nguy hiểm a. À. Bất quá may mà ta đã thức tỉnh hệ thống. Làm một cái nói ít nhìn hơn vạn bộ tiểu thuyết xuyên Việt Nam nhân, Tô Bạch đối hệ thống thứ này sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tâm niệm vừa động, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một cái giao diện. Chủ ký sinh, Tô Bạch. Thuật thế thân, level 0, 12 trên 100. Phân thân thuật, level 0, 14 trên 100. Biến thân thuật, Level 0, 8 trên 100. Huyết kế giới hạn, 0. Trác ra lượng, 0, 0, 3, thẻ. Thổ thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Thủy thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Phong thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Hỏa thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Lôi thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Âm thuộc tính, level 0, 0 trên 100 dương thuộc tính, level 0, không trên 100. Trước mắt có thể dùng điểm thuộc tính, một mỗi ngày không điểm gia tăng một cái. Nhiệm vụ trước mặt, tam thân thuộc tùy tiện một người tu luyện đến level 1, nhiệm vụ ban thưởng có thể dùng điểm thuộc tính 2. Tổng hợp đánh giá, ninja học đồ. Đợi nhận lấy khóa lại gói quà lớn, một trên một Còn có cái gói quà. Nhận lấy. Khóa lại gói quà lớn đã nhận lấy, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Mangekyo Sharingan, Kamui. Ngoạ tàu, lại là Kamui. Trên giường bệnh Tô Bạch lập tức nhảy lên, cuồng hỷ không thôi. Kamui hắn biết, đây chính là Uchiha Obito Sharingan A, bị vô số Hokage mê công nhận là toàn bộ Konoha Ninja bên trong hoàng mỹ nhất nhãn thuật, công thủ gồm nhiều mặt, xuất quỷ nhập thần. Uchiha Obito chỉ dựa vào cho mượn một cái mắt phải ngay tại nguy cơ tứ phía dưới ninja như đi dạo tự mình hậu hoa viên, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, khói gió nổi mưa không ai có thể ngăn cản, tiêu sái tự tại. Có lẽ là cái này Sharingan quá biến thái, dẫn đến bờ vốn chỉ tại tối hậu quan đầu mới khiến cho Kakashi tập hợp đủ sông Kamui, phong quan qua đi lại bị bắt trở về. Bất quá dạng này cũng đúng, Obito dựa vào một cái mắt phải liền có thể tại giới ninja hô phong hoáng vũ, tuy nói còn có Hashirama tế bào. Bất quá cái này cũng rất mạnh, nếu là không suy yếu người khác còn thế nào chơi. Kamui thuộc về thời không ở giữa nhẫn thuật, có thể sử dụng không gian nhẫn thuật, gần khoảng cách truyền tống mục tiêu tiến mình dị không gian, cũng có thể để cho mình giấu ở dị không gian bên trong mặt thấu công kích, còn có thể tiến vào người khác thời không ở giữa. Trừ cái đó ra Kamui còn có thể hấp thu vật thể, chiếu rọi tại Sharingan tập trung phía trên nên vật thể sẽ bị hấp thu, có thể toàn bộ hấp thu, cũng có thể bộ phận hấp thu. Tô bạch nhớ kỹ trong nguyên tắc Kakashi liền sử dụng chiêu này gãy mất ra cùng ngoại đạo ma tượng cánh tay, thuộc về loại kia khó lòng phòng bị nhẫn thuật. Loại năng lực này cùng loại với không gian cách ly, người sử dụng đem bị chuyển di người bộ phận thân thể chuyển dời đến dị không gian lúc đột nhiên gián đoạn chuyển di. Lúc này bị chuyển di người một bộ phận thân thể tại trước mắt không gian, mà một bộ phận khác thân thể lại tại Kamui không gian, điều này sẽ đưa đến bị chuyển di người thân thể tách rời. Camui có được độc lập không gian, có thể chuyển di người, cũng có thể chuyển di vật phẩm, có thể hiểu được vì cùng loại với huyền huyễn tiểu thuyết bên trong không gian giới chỉ, bất quá nhiều một hạng không thể kháng cự chuyển di năng lực thôi. Cũng không thể nói tuyệt đối không thể kháng cự, Camui chuyển di thường có ngắn mũi thời gian chuẩn bị, bị chuyển di người nếu như thực lực mạnh mẽ cũng là có thể chạy trốn. Bất quá dạng này người không nhiều. Tại trong nguyên tác cũng chỉ có đệ tứ Hokage Namikaze Minato bằng vào một loại khác thần đồng dạng nhẫn thuật phi lôi thần chạy ra qua một lần. Nhưng dù sao đó là đệ tứ Hokage, toàn bộ giới ninja duy nhất đem phi lôi thần tu luyện tới cực hạn, quỷ tài, liền ngay cả phi lôi thần người sáng tạo đệ nhị Hokage Senju Tobirama đều không có đem môn này nhẫn thuật tu luyện tới cái kia mức độ biến thái. Với lại lại thêm đệ tứ siêu cao ý thức chiến đấu, cùng khi thời không có một thân thực lực nhưng không có tương ứng kinh nghiệm chiến đấu Mugo Obito, cái này mới tránh thoát Kamui công kích. Nhưng mà Kamui cũng không phải là vô địch nhẫn thuật, nó cũng có khuyết điểm. Trong đó nhược điểm lớn nhất là đang hấp thu hoặc phóng thích vật khác thể lúc tự thân nhất định phải là thực thể, không thể hư thể hóa. Với lại bởi vì muốn tập trung trát ra tại con mắt phát động Kamui, bởi vậy tự thân ở vào rất dễ nhận công kích trạng thái. Trong nguyên tắc đệ tứ Hokage liền từng phân tích ra này nhược điểm, từ đó nhất cử đánh bại Obito. Cái thứ hai nhược điểm thì là hấp thu, chuyển di tự thân cần thời gian so chuyển di người khác dài hơn, với lại chuyển di lúc thân thể ở vào bị choán trạng thái, dễ dàng cho đối thủ chế tạo cơ hội. Thứ ba là Kamui xuyên thấu hình thức tiếp tục thời gian nhiều nhất chỉ có chừng 5 phút, vượt qua 5 phút đồng hồ sẽ mất đi hiệu lực trong nguyên tắc Conan đối chiến Obito lúc chính là sử dụng thần chi giấy người chi thuật liên tục cho nổ 10 phút đồng hồ trở lên, ép Obito bất đắc dĩ sử dụng Uchiha nhất tộc một loại khác thần thuật, y kỳ cái kia đẹp vượt qua nguy cơ. Bất quá những này nhược điểm theo Tô Bạch cũng không phải là không thể giải quyết, hắn lấy được Kamui cùng trong nguyên tắc khác biệt, hắn thế nhưng là hoàn chỉnh xong Kamui Sharingan. Hai mắt Kamui vô luận là phát động tốc độ vẫn là chuyển di tốc độ đều so mắt đơn phải nhanh rất nhiều lần nhưng cụ thể nhanh nhiều thiếu bờ vốn cũng không có cho ra đáp án. Bất quá Tô Bạch tin tưởng song Camus Saringan đã là trần nhà bắt đầu, chỉ cần ngày sau hắn có thể đem này đôi Saringan hoàng mỹ nắm giữ, vậy liền đầy đủ mình được ích lợi vô cùng. Trời tú bắt đầu. Nếu là đời này ta còn không xông ra chút manh mối cái kia há không thành mu gồ. Tô Bạch nắm đấm có chút nắm chặt, hồi tưởng lại xuyên qua trước. Đời trước tao ngộ đơn giản liền là lão thiên mở cho hắn lớn nhất trò đùa, phụ mẫu vất vả bồi dưỡng hắn tốt nghiệp đại học nhưng mà còn không đợi tham gia công tác một trận tai nạn xe cộ liền cướp đi hai chân của hắn cùng người nhà đã từng ưa thích nữ hài hạ tuyết tinh cũng bởi vì chính mình tai nạn xe cộ sau tự ti chủ động từ bỏ nếu như không phải trận kia tai nạn xe cộ hắn cùng hạ tuyết tinh khả năng đều kết hôn sinh con đây cũng là vì cái gì tô bạch sẽ ở trong mộng hôn môi nữ hài nguyên nhân mà bây giờ phụ mẫu không chỉ có sống thật khỏe mình cũng không có kiếp trước bi thảm tao ngộ, cái này khiến Tô Bạch Phi thường cảm tạ lão thiên gia cho hắn lần này xuyên qua cơ hội. Một thế này, ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận người nhà. Quan sát qua nhân vật của mình giao diện về sau, Tô Bạch nhìn xem huyết kế giới hạn, cái kia một cuộc biểu hiện, chưa mở ra, ba chữ to lâm vào trầm tư. Hẳn là ta còn chưa trở thành ninja, gia, trong cơ thể trát ra lượng không đủ để chèo chống mình mở mắt. Tô Bạch nghĩ đến trong nguyên tắc Uchiha tộc nhân, Bọn hắn mỗi một cái mở mắt nhất thiếu đều là Hạ Nhẫn, mặc dù bây giờ hắn không phải tại Konoha ninja thế giới bên trong, nhưng khẳng định có quan hệ. Hỏi một chút hệ thống chẳng phải sẽ biết. Tô Bạch vỗ đầu một cái, "Hệ thống, giải thích một chút." "Hệ thống." Một phản ứng. Hắn liên tiếp hô hai tiếng hệ thống đều không có trả lời hắn, cái này khiến Tô Bạch bắt đầu. Chẳng lẽ ta cái hệ thống này không thể giao lưu? Hết thảy đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Kiếp trước nhìn rất nhiều hệ thống văn, bên trong hệ thống ngũ hoa bác môn, cho nên hắn cũng không phải thật bất ngờ. Được rồi, tự mình tìm tòi liền tự mình tìm tòi đi, chỉ cần Kamui Mangetio Sharingan nơi tay liền không hoảng hốt. Tô Bạch cẩn thận bắt đầu nghiên cứu hệ thống. Nhiệm vụ mới là muốn ta đem tổng hợp đánh giá tăng lên đến hạ nhẫn, cái này tạm thời không cần nghĩ. Nhiệm vụ một cuộc nhất dễ lý giải, đi theo làm là được rồi với lại hiện tại hắn cũng không có năng lực hoàn thành cho nên đưa ánh mắt đặt ở địa phương khác bảy cái thuộc tính đều là không điều này đại biểu ta có thể trở thành toàn thuộc tính ninja tam thân thuộc biểu hiện không không điều này đại biểu ta nguyên thân tiến độ tu luyện a hệ thống gọi là thêm điểm hệ thống mà ta ngoại trừ khuyết kế giới hạn cái kia một cuộc bên ngoài mỗi một cuộc đều có một cái dấu cộng ân điều này đại biểu ta có thể thêm điểm với lại điểm thuộc tính mỗi ngày có thể gia tăng một cái hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể nhận lấy xem ra sau này muốn bao nhiêu làm nhiệm vụ trước thêm một cái điểm thuộc tính thử một chút nhìn xem tỷ lệ là nhiều thiếu tô bạch có chút bận tâm nếu như điểm thuộc tính cùng dấu mốc bên trong cùng loại điểm kinh nghiệm đồ vật tỷ lệ là một một cái kia thuộc tính này điểm liền có chút gân gà điểm cái nào đâu tô bạch suy tư một chút cuối cùng quyết định thêm tại phân thân thuật bên trên Hắn làm như thế nguyên nhân có 3 điểm, một là nắm giữ tam thân thuật chính là thi đại học suy tính thành tích cứng rắn tiêu chuẩn, đại biểu thí sinh thành tích. Hai là ninja tại không có cao cấp nhẫn thuật trước tam thân thuật trong chiến đấu phi thường thực dụng, cơ hồ là mỗi một vị ninja nhất định phải nắm giữ. Bây giờ cách thi đại học chỉ còn 13 ngày, nếu như hắn có thể nắm giữ tam thân thuật liền có thể lên đại học. Cái thế giới này cùng ninja thế giới vẫn còn có chút giống nhau. Cái kia chính là muốn thu hoạch được cao cấp nhẫn thuật ngoại trừ đi bí cảnh có ít mệnh phấn đấu bên ngoài, liền là trường học truyền thụ cho. Đương nhiên, đối với một vài gia tộc lớn người mà nói có thể lợi dụng gia tộc tài nguyên không làm mà hưởng, ở lúc cất bước dây phía trên. Bất quá cô bạch chỉ là một người bình thường, cha mẹ của hắn thậm chí ngay cả ninja đều không phải là, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lập tức thi cái trước đại học tốt liền là trọng yếu nhất. Thứ ba liền là hệ thống nhiệm vụ đem tam thân thuật tùy tiện một cái thăng đến cấp 1, mà bây giờ phân thân thuật điểm kinh nghiệm cao nhất, cho nên phân thân thuật thêm điểm là hắn lựa chọn tốt nhất. Câu Bạch tâm niệm vừa động, đem trước mắt một cái duy nhất có thể dùng điểm thuộc tính thêm tại phân thân thuật bên trên. Đốt đi về sau, phân thân thuật dấu móc bên trong 14 trên 100 biến thành 114 trên 200, đẳng cấp từ level 0 cũng biến thành level 1, tùy theo mà đến còn có một loại cảm giác kỳ diệu, Lúc này trước mắt hắn thổi qua một hàng chữ, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Điểm thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm tỷ lệ là 1, 100. Đạt được số liệu này, câu bạch hưng phấn từ trên giường nhảy xuống tới, trực tiếp tại trong phòng bệnh án lấy trí nhớ của đời trước bắt đầu kết ấn. Vị, tị, dần. Hai giây qua đi, trong phòng bệnh, phanh một tiếng xuất hiện một đoàn khói trắng, khói trắng qua đi một cái cùng hắn giống nhau như đúc phân thân xuất hiện. Quá tốt rồi. Quả nhiên như ta suy nghĩ, level một liền đã đại biểu nhập môn. Tô Bạch nhìn trước mắt phân thân tâm tình thật tốt. Theo hắn biết, người bình thường chỉ cần đem tam thân thuộc nhập môn liền đạt đến phổ thông đại học trúng tuyển dây. Mà bây giờ hắn còn có hai cái điểm thuộc tính, nếu như đưa nó thêm tại thuộc thế thân cùng biến thân thuộc phía trên, vậy hắn hiện tại liền đạt tới đại học trúng tuyển tuyến. Bất quá hắn sẽ không như vậy thỏa mãn, trước kia không có năng lực, bên trên một cái bình thường đại học liền rất thỏa mãn nhưng bây giờ hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ hiện tại mình có được hệ thống muốn lên thì lên tốt nhất mà nhất đại học tốt toàn bộ lam tinh có ba cái theo thứ tự là cửu châu đại học châu âu đại học cùng châu mỹ đại học cái này ba trường đại học thực lực tương đương đều đại biểu mỗi một cái châu cao nhất giáo dục thực lực là vô số học sinh trong lòng thánh địa lúc này nhiệm vụ mới lại xuất hiện đem tổng hợp đánh giá tăng lên đến hạ nhẫn, ban thưởng năm có thể dùng điểm thuộc tính. Hạ nhẫn sao? Tô Bạch nhìn xem nhiệm vụ bản lẩm bẩm một tiếng. Căn cứ ký ức hắn biết cái thế giới này ninja cùng nhẫn thuật đẳng cấp phân chia, nhẫn thuật từ mạnh đến yếu theo thứ tự là S cấp, áo nghĩa, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp. Ninja thực lực phân chia là Hạ nhẫn, thuần thuộc nắm giữ một loại dây cấp nhẫn thuật đồng thời trát ra đạt tới một thẻ. Trung nhẫn, thuần thục nắm giữ hai loại C cấp nhẫn thuật đồng thời trác ra lượng đạt tới 100 thẻ. Tinh Anh Trung Nhẫn, thường thuộc nắm giữ tam trung C cấp hoặc một loại B cấp nhẫn thuật. Đặc biệt Thượng Nhẫn Ninja, nào đó một hạng năng lực đạt tới Thượng Nhẫn Ninja tiêu chuẩn. Thượng Nhẫn Ninja, thường thuộc nắm giữ hai loại thuộc tính cùng một loại A cấp nhẫn thuật, trác ra lượng đạt tới 1.000 thẻ. Tinh Anh Thượng Nhẫn Ninja, nhất thiếu có được ba loại thuộc tính nhẫn thuật cũng nắm giữ một loại S cấp nhẫn thuật. Đây là trước mắt Tô Bạch chỗ có thể biết tất cả tin tức, có lẽ tin anh thượng nhẫn ninja phía trên còn có mạnh hơn ninja, nhưng này chút đã không phải là hắn có thể tiếp xúc đến. Với lại liên quan tới trắc ra lượng, Tô Bạch cũng có chút mộng. Tại hắn trong trí nhớ liền ngay cả hạ nhẫn trắc ra đều nhiều kinh người, một trận chiến đấu xuống tới dùng ra 180 cái dê cấp nhẫn thuật không nói chơi, cái này so với trong nguyên tắc thượng nhẫn ninja trắc ra đều nhiều. Nhìn xem bản bên trên trắc ra cái kia một hạng tính toán đơn vị, tô bạch đậu đen rau muốn một tiếng. Thẻ. Cái này chỉ không phải là thẻ điện A. Hắn nhớ tới kiếp trước đám dân mạng vì châm chọc Kakashi, Thiếu Lam là một cái bản khai, bên trong một cái Naruto ước chừng tương đương mấy trăm Kakashi. Dương Thành tên đầy đủ gọi Dương Thành căn cứ thành phố, diện tích hơn 6.000 km vuông, nhân khẩu gần ức, tại Cửu Châu khu thuộc về trung đẳng quy mô thành thành phố. Căn cứ thành phố, xưng hô thế này là ma thú xâm lớn hậu nhân loại cho cuộc đời mình sinh sôi khu vực an toàn đặt tên, nội thành bên trong bảo an đẳng cấp phi thường cao, không chỉ có cao cấp ninja trấn thủ, vũ khí nóng càng là vô số kể. Hiện tại toàn bộ Lam Tinh nhân khẩu chỉ có không đến 5 tỷ người, nó trung những người chỉ có một phần trăm ước chừng 50 triệu tả hữu, còn lại đều là không có thiên phú tu luyện người bình thường mà cái này năm nghìn ngàn vạn ninja bên trong chỉ là hạ nhẫn cùng trung nhẫn liền chiếm quần thể phần trăm chín mươi năm còn nhiều thượng nhẫn ninja chỉ có không đến phần trăm năm ở trong đó còn bao chục rất nhiều đặc biệt thượng nhẫn ninja nếu là đem những này chỉ có ở một phương diện khác đạt tới yêu cầu ngụy thượng nhẫn ninja ngoại trừ chân chính thượng nhẫn ninja chỉ sợ chỉ có không đến một phần trăm phi thường hiếm thiếu thượng nhẫn ninja có được cực lớn đặc thù quyền lợi Bọn hắn coi như giết người cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, địa vị xã hội độ cao không thể tưởng tượng. Đây cũng là vì cái gì Tô Bạch muốn trở thành ninja nguyên nhân, tại viên này nguy hiểm Lam Tinh bên trên chỉ có trở thành thượng nhẫn ninja hắn mới có tự vệ hoặc là bảo vệ người nhà năng lực. Tại nhân loại cùng ma thú đối kháng hơn 200 giữa năm, mặc dù vũ khí nóng vẫn không có đào thải, nhưng nhân loại mạnh nhất vũ khí hạt nhân cũng chỉ có thể đối phó A cấp trở xuống ma thú a cấp hoặc là a cấp phía trên ma thú phải nhờ vào những cái kia đốt núi nấu biển có được lớn lao uy năng thượng nhẫn ninja vũ khí nóng đã trải qua không có tác dụng theo tô bạch biết ma thú chia làm abcg bốn đẳng cấp phân biệt đối ứng hạ nhẫn trung nhẫn đặc biệt thượng nhẫn ninja cùng thượng nhẫn ninja khi hắn đảo qua một bên nguyên thân ký ức về sau hắn cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì cùng hokage trong nguyên tác những cái kia công cao phòng thấp một thanh phi tiêu liền có thể giết chết ninja khác biệt, làm tin ninja mạnh có chút không hợp thói thường. 7. Tại hắn trong trí nhớ coi như hạ nhẫn có trắc ra lượng đều bàn lớn đến khủng khiếp, cảm giác cùng trong nguyên tắc tinh anh thượng nhẫn ninja không sai biệt lắm, phóng ra lên nhẫn thuật đến liền cùng không cần tiền giống như, tiện tay đánh ra 180 cái phổ thông dê cấp nhẫn thuật không nói chơi. Mặc dù làm tinh bên trên trắc ra cũng là từ thân thể người 130 điểm báo cái trong tế bào, từng bước từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng, nhưng Tô Bạch cảm thấy đây càng giống là sinh mệnh cấp độ tăng lên. Nguyên thân trong trí nhớ nơi này ninja chặt đầu trùng sinh có lẽ có ít khoa trương, nhưng chỉ cần là trung nhẫn trở lên ninja gãy chi nặng sinh hay là có thể làm được, với lại không cần dương thuộc tính liền có thể làm được. Nghĩ đến những này cùng nguyên tắc rất là khác biệt, không hợp thói thường ninja, Tô Bạch lấy điện thoại di động ra tiến nhập website trường ấn mở một cái video. Đây là trường học buổi sáng mới ban bố một cái hạ nhẫn cùng dê cấp ma thú, đầu sắc dê, đối chiến video. Trường học vì cổ vũ các học sinh trở thành ninja, mỗi ngày sẽ cho bọn hắn tuyên bố một chút ninja đối chiến video, dùng cho khích lệ các học sinh, nhiệt tình. Video mở ra sau khi, một cái nhìn qua 22 tuổi khoảng chừng người mặc màu lam đồng phục nam sinh đứng tại trong một vùng phế tích. Đó là căn cứ thành phố bên ngoài vứt bỏ thành thành phố, 200 năm trước từng cũng là phồn hoa náo nhiệt khu vực, bất quá ma thú xâm lấn hậu nhân loại bất lực thu hồi, cuối cùng chỉ có thể biến thành ma thú, nhạc viên. Màu lam đồng phục nam sinh đối diện, một đầu cao chừng 5 mét, toàn thân da lông hiện lên màu nâu đen, đỉnh lấy một đôi dài ước chừng 2 mét, nhìn qua giống như là kim loại, chế thành, gốc tại dưới thái dương lập lòe phản quang, chính là dây cấp ma thú, thiết giác dê. Lúc này video ở vào đứng im hình tượng, có chuyên môn phụ trách giải thích người cho video phối bên trên hiểu rõ nói. Các vị đồng học mời xem, trước mắt các ngươi ma thú là dê cấp ma thú thiết giác dê, mà đối thủ của nó là cửu châu đại học một tên hạ nhẫn, đây là hắn tấn cấp trung nhẫn khảo hạch, tại thiết giác dê trong tay chống đỡ 5 phút đồng hồ. Mọi người nhưng tuyệt đối không nên cảm thấy tại một cái cấp thấp ma thú thủ hạ chống đỡ 5 phút đồng hồ rất dễ dàng, đây thật ra là phi thường khó khăn. Mọi người đều biết, ma thú hình thể không chỉ so với nhân loại khổng lồ, trong cơ thể trát ra lượng càng là vượt qua đồng cấp ninja mấy chục hơn trăm lần, cho nên ninja rất khó đơn độc săn giết một cái đồng cấp ma thú. Bất quá sự tình cũng không có tuyệt đối, có một ít thiên tài ninja bằng vào đại uy lực nhẫn thuật xác thực có thể làm được đơn độc săn giết ma thú, nhưng này dù sao cũng là số ít, cho nên mọi người về sau săn giết ma thú tốt nhất vẫn là tạo thành một cái ninja tiểu đội. Vì giao hình tượng dưới góc phải xuất hiện một người trung niên nam nhân, hắn biểu lộ nghiêm túc giải thích lấy. Tô Bạch mở to hai mắt nhìn, nhìn kỹ video hình tượng. Trung niên nam nhân lại nói vài câu động viên, video rốt cục bắt đầu phát hình. Tô Bạch chỉ gặp hình thể khổng lồ thiết giác dê phát hiện đồng phục nam sinh về sau, giống một cổ mất khống chế giống như xe tăng phóng tới hắn, tốc độ nhanh kinh người. Mà đồng phục nam sinh nhìn lên đến có chút khẩn trương, trên tay kết ấn tốc độ cũng chậm hai điểm. Bất quá hắn hay là tại muốn bị thiết giác dê đụng vào trước đó dùng ra thuật thế thân. Tại nguyên chỗ lưu lại một rút cọc gỗ sau cả người xuất hiện ở thiết giác dê sau lưng 50 mét bên ngoài. Đạt được thở dốc về sau, đồng phục nam sinh hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, có chút ngửa ra sau, trong miệng thốt ra một viên đường kính đại 78 thước hỏa cầu hướng về thiết giác dê bay đi, hung hăng đâm vào nó thân thể cao lớn bên trên. Quanh! Lập tức giữa sân lật lên trận trận bụi mù, thiết giác dê thân thể cao lớn bị che giấu. Đồng phục nam sinh gặp nhẫn thuật của mình trúng nít ma thú, trong lòng có chút thở dài một hơi. Nhưng mà còn không đợi hắn buông lỏng bao lâu, thiết giác dê thân thể cao lớn từ trong bụi mù vọt ra, toàn thân trên dưới da lông tỏa sáng, rất rõ ràng nó cũng không có thụ thương. Thiết giác dê da lông có chút dựng thẳng lên, tự hồ là bị đồng phục nam sinh chọc giận, miệng há ra dùng ra c cấp nhẫn thuật, thủy độn, miyurapa. Lập tức một cổ đường kính hơn 100 mét dòng nước hướng về đồng phục nam sinh đánh tới dòng nước tốc độ thật nhanh, đi ngang qua một khối đường kính 10 mét nhiều cự thạch đều bị sông bay, quy lực lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết. Đồng phục nam sinh thấy thế vội vàng né tránh, nhưng vẫn là đã chậm, hắn bị Miyurapa đánh trúng vào, dòng nước đem hắn sông ra trọn vẹn mấy trăm mét xa. Thiết giác dơi phóng thích xong nhẫn thuật hướng về đồng phục nam sinh phương hướng phi nhanh, lúc này đồng phục nam sinh miễn cưỡng đứng lên, chịu đựng kịch liệt đau nhức hơi nhúng chân nhảy lên nhảy ra ngoài hơn 100 mét, miễn cưỡng tránh qua, tránh né thiết giác dê công kích. Thiết giác dê kiên nhẫn, thân thể cao lớn dị thường linh hoạt, đuổi theo đồng phục nam sinh không thả. Mà đồng phục nam sinh tựa hồ cũng chuyên môn tiếp thụ qua loại huấn luyện này, hiểm mà hiểm lần lượt tránh đi thiết giác dê công kích. Tránh đi mấy lần công kích về sau, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, lập lại chiêu cũ lần nữa thi triển ra hào hỏa cầu. Bất quá lần này hào hỏa cầu có chỗ khác biệt, đường kính lớn hơn đến tận gấp 10 lần, đạt đến kinh người 7-80 mét. Giống một viên sao băng giống như đánh trúng thiết giác dê Bè bè Thiết giác dê bị đánh trúng sau hết thảm một tiếng Lần này nó rút cục thụ thương Toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen Vài chỗ thậm chí lật ra trong vết thương thịt mềm Bộ dáng có chút thảm Mà đồng phục nam sinh phóng thích xong Biến thái, hào hỏa cầu về sau toàn thân khí tức quể oải Hai tay vịn đầu gối mụn lớn thở dốc Hắn đã không có rác ra Bình thường hào hỏa cầu đường kính chỉ có 7-8 mét mà hắn vì truy cầu nhẫn thuật uy lực đã dùng hết toàn thân trác ra đem hào hỏa cầu đường kính làm lớn ra gấp 10 lần. Hào hỏa cầu hình thể mở rộng sau uy lực cũng đi theo thành chỉ số cấp bảo tăng, nhưng tương tự trác ra tiêu hao cũng là phi thường khủng bố, chỉ là một cái nhẫn thuật mà thôi, liền để đồng phục nam sinh cơ hồ dùng hết toàn bộ trác ra. Hô hô! Đồng phục nam sinh thừa dịp thiết giác dê thủ thương bất lực tiến công lúc vội vàng khôi phục, từ trong túi móc ra một viên binh lương hoàng ăn hết. Thứ này Tô Bạch biết, trong nguyên tắc có, cái thế giới này cũng có. Có thể chút ít khôi phục ninja trắc ra cùng thể lực, đang chiến đấu lúc là hiếm có thiết yếu thuốc hay. An binh lương hoàng sau đồng phục nam sinh sắc mặt tái nhật chuyển biến tốt một chút, hiểm lại càng hiểm cùng thiết giác dê chu toàn một phen, rốt cục kéo tới thời gian. Sau đó Tô Bạch chỉ gặp một cái lão giả tóc hoa râm bỗng nhiên xuất hiện, một quyền đem cao hơn 5 mét thiết giác dê đánh ngất xỉu, video cũng theo đó kết thúc. Video sau khi kết thúc, Tô Bạch ngồi tại trên giường bệnh rơi vào trầm tư. Thông qua quan sát video, Tô Bạch với cái thế giới này ma thú cùng ninja có một chút cơ sở hiểu rõ. 7-80 mét đường kính hào hỏa cầu quá bất hợp lý, xem ra cái thế giới này ninja căn bản vốn không có thể sử dụng nguyên tắc đến lý giải. Tại trong nguyên tắc, hào hỏa cầu căn bản không có uy lực như vậy. Mặc dù Hokage bên trong ninja cũng có thể thông qua tăng lớn trác ra chuyển vận đến cải biến những thuật uy lực, nhưng này cũng không có khả năng có biến hóa lớn như vậy. Tô Bạch ngồi ở trên giường cao mày suy tư, cái kia dê cấp ma thú cũng làm cho hắn giật nảy cả mình, cảm thấy mạnh có chút không hợp thói thường. Trong video mặc dù không có cho ra con số cụ thể, nhưng thiết giác dê bày ra lực lượng, tốc độ cùng những thuật vi lực chỉ sợ một chi trang bị tỉnh xảo vũ khí nóng tiểu đội cũng vô pháp tiêu diệt. Trong video thiết giác dê tùy tiện một kích liền có thể khai sơn phá thạch, theo miệng phun ra một cái C cấp nhẫn thuật, Miyurapa đều khoảng chừng hơn 100 mét chiều rộng, cùng một đầu tai ga giống như, đây quả thực đổi mới hắn cái này, người hiện đại, tam quan, điều này cũng làm cho Tô Bạch càng thêm bức thiết muốn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn cảm thấy ít nhất cũng phải trở thành video cuối cùng xuất hiện cái kia một quyền đánh ngất xỉu thiết giác dê hoa râm lão nhân cường giả như vậy, không phải tại cái này nguy hiểm trong thế giới ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Mà muốn muốn trở nên mạnh hơn biện pháp nhanh nhất liền là hoàn thành hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ. Tô Bạch đưa ánh mắt nhìn về phía trong đầu bảng, tại nhiệm vụ cái kia một hạng dừng lại hồi lâu. Nhiệm vụ mới muốn ta đem tổng hợp đánh giá đề thăng làm hạ nhẫn. Mà hạ nhẫn nhất định phải có được một thẻ trắc ra lượng cùng nắm giữ một loại dây cấp nhẫn thuật. Dây cấp nhẫn thuật tạm thời không lấy được, cho nên chỉ có thể trước tu luyện trắc ra, đem trắc ra tu luyện tới hạ nhẫn đẳng cấp lại nói. Cùng trong nguyên tắc 4, năm tuổi tiểu hài liền có thể tinh luyện rác ra khác biệt, làm tinh bên trên rác ra quá cuồng bạo, mỗi người chỉ có chờ đến 18 tuổi cũng chính là thành niên thời điểm mới có thể tinh luyện, đây cũng là vì cái gì Tô Bạch hiện tại rác ra như thế thiếu nguyên nhân. Hắn cho tới bây giờ tinh luyện rác ra còn không có một năm, lại thêm thân thể so với bình thường người muốn suy yếu, thuộc về loại kia thiên phú kém người, cho nên mới dẫn đến hiện tại chỉ có được điểm này rác ra. Đã trong thời gian ngắn không thành được hạ nhẫn, cái kia hai cái này có thể dùng điểm thuộc tính liền thêm tại thuộc thế thân cùng biến thân thuộc phía trên A. Tô Bạch tâm niệm vừa động, tại thuộc thế thân cùng biến thân thuộc phía trên phân biệt tăng thêm một điểm, lập tức bản phát sinh cải biến. Thuộc thế thân cùng biến thân thuộc điểm kinh nghiệm từ 12 trên 100, 8 trên 100 biến thành 112 trên 200, 108 trên 200, đẳng cấp cũng tăng lên level không biến thành level 1, đại biểu hai cái này nhẫn thuộc đã bị hắn nắm giữ. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác, Tô Bạch bắt đầu kết ứng Phanh. Một đoàn khói trắng qua đi, hắn biến thành vương hải dáng vẻ, nhìn kỹ một cái không có vấn đề, hắn lại bắt đầu kiểm tra thuật thế thân. Thuật thế thân là ninja tại bị tập kích trong chốc lát nhanh chóng dùng tấm ván gỗ hoặc cọc gỗ thay thế thân thể, làm đối thủ coi là tập kích thành công một loại nhiễu loạn thuật. Người thi pháp nhưng trái lại thừa cơ đánh lén đối thủ hoặc đào tẩu, đây là đang học viện ninja bên trong cũng có thể học được một loại cơ bản nhẫn thuật, nhưng ứng dụng tại các loại tình huống, phi thường thuận tiện. Bất quá trong phòng y vụ không có tấm ván gỗ, tô bạch tại một trương làm bằng gỗ trên ghế lưu lại mình trát ra, đi ra cách xa 5 mét bắt đầu kết ấn. Hai tay của hắn không lưu loát theo thứ tự kết xuất chưa, hợi, xấu, đóng giữ, dần năm ấn, trong cơ thể trát ra lập tức dựa theo lộ tuyến lưu chuyển. Phanh, tô bạch trực tiếp từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở cái ghế vị trí mà cái ghế thì là xuất hiện ở hắn vị trí cũ thuật thế thân bị hắn hoàng mỹ sử dụng ra cho tới bây giờ tam thân thuật đã toàn bộ bị hắn nắm giữ nói một cách khác hắn đã đạt tới bên trên một cái bình thường đại học tiêu chuẩn hiện tại mặc dù là ma thú xâm lấn nhưng đối với người bình thường tới nói lên đại học y nguyên rất trọng yếu trước kia là học tri thức hiện tại học chính là nhẫn thuật cao trung thuộc về giáo dục bắt buộc ngoại trừ tam thân thuật bên ngoài không sẽ giao cho các học sinh cái khác cao cấp nhẫn thuật, học sinh muốn học tập cao cấp nhẫn thuật nhất định phải đi trong đại học. Mà mỗi người sau khi thành niên cơ bản cũng chính là lớp 12, tại ngắn ngủi trong một năm đề luyện ra trác ra cùng nắm giữ tam thân thuật vẫn còn có chút khó khăn. Đó cũng không phải các học sinh thiên phú thấp, chủ yếu là tinh luyện trác ra lãng phí không thiếu thời gian, cái thế giới này trác ra cùng nguyên tắc khác biệt, vô cùng cùng bạo sinh động, tinh luyện lúc nhất định phải chú ý cẩn thận, một cái không chú ý liền sẽ thụ thương. Lúc đầu Tô Bạch tinh luyện hơn phân nửa năm trong thân thể mới xuất hiện trác ra, cái này tại trong lớp xem như học sinh kém, thành tích thuộc về đếm ngược cái chủng loại kia. Nếu như không phải xuyên qua cùng hệ thống, hắn đời này cao nhất thành liền có thể cũng chính là một cái hạ nhẫn, đại học loại vật này cùng hắn vô duyên. Bất quá bây giờ Tô Bạch lắc mình biến hóa thuần thục nắm giữ tam thân thuật, cái này tại bọn hắn lớp học thậm chí toàn bộ lớp 12 niên kỷ đều là đứng hàng đầu, siêu qua hắn người đã không nhiều lắm. Ngay tại Tô Bạch luyện tập nhanh chóng kết ấn lúc, cửa phòng bệnh mở ra, Vương Hải sụ mặt đi đến. Bất quá khi hắn nhìn thấy đang luyện tập kết ấn Tô Bạch về sau, sắc mặt dịu đi một chút, miệng bên trong muốn giáo huấn hắn cũng nuốt trở vào. Cũng không tệ lắm, biết cố gắng tu luyện. Vương lão sư ngài đã tới. Tô Bạch thu hồi thủ ấn, lễ phép lên tiếng chào. Vừa rồi kết ấn lúc hắn phát phát hiện mình kết ấn tốc độ phi thường chậm, một cái năm ấn thuộc thế thân lại để cho bốn giây đến kết ấn cái này trong chiến đấu là phi thường trí mạng cho nên hắn theo bản năng tại trong phòng bệnh bắt đầu luyện kết ấn vương hải đánh giá hắn một phen phát hiện tô bạch tinh thần đầu không sai gật đầu nói xem ra ngươi không sao đã dạng này vậy liền cùng ta trở về phòng học đi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian tốt vương lão sư tô bạch lên tiếng đi theo vương hải đi ra giáo y thất hướng lấy lớp học của bọn họ đi đến trên đường hắn nhớ tới hạ tuyết tinh lập tức có chút lúng túng hỏi vương lão sư không biết tuyết tình thế nào vừa xuyên qua lúc đến hắn thật coi là đây là đang nằm mơ cho nên mới sẽ làm ra như thế quá phận cử động bất quá hôn cũng hôn tô bạch cũng chưa nói tới hối hận dù sao kiếp trước hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ bình thường cũng một thiếu dính nhau cùng một chỗ hắn sớm đã thành thói quen vương hải nghe xong liếc mắt nhìn hắn cười nói tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại là có thể bất quá người dạng này đùa giỡn hạ tình tuyết liền không sợ bị nàng đánh chết. Con gái người ta không chỉ có là hạ gia tiểu công chủ, càng là một tên hạ nhẫn. Cái này, tuyết tình hẳn là sẽ không như vậy đi. Tô Bạch không có sức nói. Hắn rõ ràng hạ tuyết tinh tính cách, nàng mặc dù bình thường nhìn lên đến tương đối điềm đạm nho nhã, đối với người nào đều là hiền lành thái độ, nhưng khởi sướng giận đến cũng là phi thường đáng sợ, bất quá liền là sẽ không dễ dàng nổi giận thôi song lần này mình làm như thế chuyện gì quá phận tuyết tình nhất định tức giận a vương hải gặp hắn lo lắng nhàn nhạt an ủi một câu yên tâm đi hạ tình tuyết tại ngươi sau khi đi đã về nhà bây giờ không có ở đây trường học về nhà dạng này cũng tốt cô bạch nghe xong gật gật đầu đối phương trước lãnh tỉnh một chút cũng tốt dù sao hiện tại mình cùng hạ tuyết tinh chỉ là phổ thông đồng học còn xa không đến ngày sau người yêu quan hệ làm vương hải mang theo tô bạch trở lại phòng học về sau ánh mắt mọi người lập tức đặt ở trên người hắn chật chật tô bạch gia hỏa này hôm nay là hóng gió cũng dám đùa giỡn hạ tình tuyết ha ha ai biết được có lẽ là hắn mưu đồ đã lâu đi bất quá nói lên đến tô bạch cũng coi như lợi hại a à, thế mà thật cướp đi hạ tình tuyết nụ hôn đầu tiên ta có một chút ghen ghét ngoạ tào ngươi cũng chớ làm loạn a à, Ta dám nói hiện tại nếu có người lại đi đùa dẫn hạ tình tuyết lời nói nhất định sẽ bị nàng đánh chết, nàng thế nhưng là sớm liền trở thành hạ nhẫn. Này, ta liền nói một chút mà thôi, ta lại không ngốc. Trong phòng học vang lên một mảnh tiếng nghị luận, phần lớn đều là nam đồng học, nữ đồng học ngoại trừ bác quái một cái thật cũng không cảm thấy tô bạch làm quá phận. Không khác, chỉ bởi vì các nàng đều là nhan trị hướng, mà đúng lúc tô bạch tại trong lớp rất thụ các nàng hoan nghênh. Tô Bạch vóc dáng 1m8 tả hữu, dáng người gầy gò, ngũ quan thanh tú, nhất là cái kia một đôi sáng người hữu thần con mắt, càng làm cho hắn nhan trị tăng thêm không ít điểm, hóa cái trang sau minh tinh cũng không kém được nhiều thiếu. Tô Bạch không để ý đến các bạn học nghị luận, đi thẳng tới chỗ mình ngồi ngồi xuống, yên lặng khôi phục tại trong phòng y vụ tiêu hao trát ra. Mặc dù nhưng cái thế giới này các ninja trát ra đều tương đối khổng lồ, nhưng hắn hiện tại chỉ có đáng thương 0.03 thẻ, ngay cả bình thường hạ nhẫn trắc ra ba một phần mười cũng chưa tới phóng ra một lần tam thân thuật đã tiêu hao hơn phân nữa hắn vừa mới ngồi xuống ngồi cùng bàn lâm hổ lập tức kinh ngạc nói tô bạch ngươi thật giống như có chút không giống a à, chỗ nào không giống nhau tô bạch cười nhìn về phía mình đồng học kim hảo hữu lâm hổ là hắn kiếp trước tại nhân sinh thung lũng lúc vì số không nhiều còn đang trợ giúp bằng hữu của hắn lâm hổ quơ đầu to lớn hắn người cũng như tên thân thể phi thường cường tráng, vóc dáng so tô bạch còn cao hơn một nửa, đã vượt qua một mét chín. Ta cũng không nói lên được, luôn cảm thấy người ta có chút quá phận bình tĩnh. trong mắt hắn, bình thường tô bạch bởi vì thân thể tương đối gầy yếu, thiên phú độ trên lệch, tại trong lớp nói lời cũng không dám lớn tiếng, thuộc về loại kia hướng nội tính cách. nhưng hôm nay hắn lại làm ra chuyện ly kỳ như vậy, về sau còn bình tĩnh như vậy, cái này khiến lâm hổ hơi kinh ngạc. cô bạch bình thản nở nụ cười an ủi hảo hữu đừng suy nghĩ nhiều cầm lấy đã lâu cao trung sách giáo khoa ôn tập bắt đầu hắn càng là bình tĩnh lâm hổ lại càng tốt kỳ ở một bên hỏi lung tung này kia phiền tô bạch có chút bất đắc dĩ một cái hạ buổi trưa cứ như vậy đi qua làm tan học tiếng chuông vang lên tô bạch đem bàn học thu thập xong cùng lâm hổ cùng nhau đi ra lớp trở về nhà đi đến dương thành nhất trung tại dương thành trung tâm thành phố mà hai bọn họ nhà tại dương thành phía đông tam hoàng bên ngoài một cái tên là hạnh phúc cư xá nhà ngang mỗi ngày cần ngồi hơn nửa giờ xe buýt mới có thể đến lên xe xuống xe làm hai người tại trong khu cư xá sau khi tách ra tô bạch nhìn trước mắt xa lạ cũ kỹ cư xá thở dài một tiếng cái gì hạnh phúc cư xá còn không phải người nghèo căn cứ kiếp trước hắn một nhà căn bản không tại cái tiểu khu này dạo qua nơi này là phụ mẫu bỏ ra cả một đời tiếp xúc mua phòng ở sinh hoạt điều kiện phi thường kém, đồng thời còn tới gần căn cứ thành phố biên giới, rất không an toàn. Một khi phát sinh ma thú công thành, loại địa phương này liền là căn cứ trung tâm thành phố những cái kia người giàu có giảm sóc khu vực. Từ khi ma thú xâm lấn về sau, mặc dù các châu đều thành lập nên căn cứ thành phố lấy người bảo lãnh nhóm sinh tồn hoàn cảnh, nhưng cái này dù sao cũng là ở vào phòng ngự trạng thái, trước mắt nhân loại đối ma thú vẫn là không chiếm ưu thế, thỉnh thoảng sẽ phát sinh ma thú công thành sự kiện. Mặc dù tuyệt đại đa số ma thú công thành căn bản công không phá được căn cứ thành phố, nhưng căn cứ thành phố biên giới liền không dám hứa chắc. Cũng chính là dạng này nơi này phòng ở mới sẽ dễ dàng như vậy, so với trung tâm chợ giá cả kém gấp trăm lần còn chưa hết, là tầng dưới chót người chọn lựa đầu tiên. Ta nhất định phải tận sắp trở thành ninja, cải thiện cái nhà này. Nhà ngang dưới, Tô Bạch nhẹ nhẹ bóp một cái nắm đấm. Hiện tại cái này thế đạo muốn kiếm tiền biện pháp nhanh nhất liền là săn giết ma thú ma thú xâm lớn mặc dù khiến nhân loại mang đến tai nạn nhưng đồng dạng cũng mang đến kỳ ngộ dứt bỏ trác ra cùng nhẫn thuật không nói chỉ nói ma thú thân thể liền là một khối bảo tàng ma thú thịt không chỉ so với nuôi dưỡng gia súc ăn ngon còn có thể đổi nhân loại lương thiện thể chất da lông lân phiến càng là có thể chế thành trác ra truyền trang bị gia tăng nên gia lực công kích hoặc là lực phòng ngự mà hai loại vô luận là loại nào đều phi thường đáng tiền liền lấy tô bạch thấy qua dê cấp ma thú thiết giác dê tới nói một cái hoàn chỉnh thiết giác dê thi thể có thể bán được một trăm năm mươi hai trăm đồng liên bang mà cha mẹ của hắn hai người tân tân khổ khổ làm việc một tháng mới không đến bảy nghìn đồng liên bang tiền lương ngoại trừ thường ngày tiêu hao cung cấp nuôi dưỡng hắn cùng muội muội về sau đã còn thừa không có mấy nghĩ đến muội muội tô tiểu tiểu tô bạch con mắt tối sầm lại hiện lên một vòng đau lòng bang 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 Tô Bạch nhẹ chụp cửa phòng, một đạo như chim hoàng anh dễ nghe nữ tiếng vang lên, ai nha? Tiểu tiểu là ta, ca ca. Tô Bạch trầm giọng nói. Có người trong nhà sau khi nghe được lập tức mở ra môn, một cái vóc người mảnh khảnh nữ hài xuất hiện tại cửa ra vào. Nữ hài làn da trắng nõn, thân cao ước chừng 1m7 tả hữu, mặc một bộ một mặt màu xám váy liền áo, ngũ quan xinh xắn phản phất là từ truyện cổ tích bên trong đi ra tiểu công chủ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên ca ngươi trở về nha. Ân, ừ, ta trở về. Tô Bạch bả vai rung nhẹ nhẹ, đột nhiên ôm lấy nữ hài. Nha! Ca ca ngươi thế nào? Nữ hài bị Tô Bạch cử động khác thường làm có chút không biết làm sao. Tô Bạch không cách nào kiềm chế tâm tình kích động. Hắn đã có đã nhiều năm chưa thấy qua muội muội. 7. Kiếp trước trận kia tai nạn xe cộ không chỉ có mang đi cha mẹ của hắn, còn mang đi muội muội Tô Tiểu Tiểu, để hắn tại trong thống cổ kéo lấy tàn tật thân thể sống tạm. Hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ Tô Tiểu Tiểu. Hắn cũng nhịn không được nữa, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, rơi tại nữ hài trơn bóng trên cổ. A. À, ca ngươi khóc. Không có, con mắt tiếng hạt cát. Tô Bạch vội vàng phủ nhận, buông ra nữ hài lau sạch khóe mắt nước mắt. Nữ hài hai mắt vô thần nhìn xem Tô Bạch, khanh khách cười cười, lôi kéo hắn đi vào phòng. Muội muội con mắt vẫn là như vậy, ai? Tô Bạch yên lặng thở dài một hơi, rất đau lòng Tô Tiểu Tiểu. Nữ hài hai đời đều là tiên thiên mù. Kiếp trước còn tốt, dù sao hoàn cảnh sinh hoạt gió êm sóng lặng, Tô Tiểu Tiểu mặc dù là người mù nhưng cũng không ảnh hưởng nàng sống sót. Nhưng một thế này lại khác. Ma thú xâm lấn khiến nhân loại mang đến nguy cơ rất lớn, nhân sinh bình thường sống còn khó khăn, huống chi một người mù đâu? Đây không thể nghi ngờ là lão thiên tại tô tiểu tiểu ra đời thời điểm liền phán quyết nàng, tử hình. Đời trước chữa bệnh trình độ có hạn, cũng không có trắc ra loại vật này, mùi mùi con mắt trị không hết. Nhưng một thế này khác biệt, trắc ra cho cuộc sống của mọi người mang đến rất lớn cải biến, mùi mùi con mắt nhất định có thể trị. Câu Bạch ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem mùi mùi thuần thục cho hắn đổ nước, trong lòng thề nhất định phải trị tốt con mắt của nàng. Hắn lôi kéo tô tiểu tiểu nói rất nhiều lời nói, khi sắc trời dần dần ngầm hạ về phía sau, tiếng đập cửa vang lên. Tô Bạch mang theo tâm tình kích động đi mở cửa. Hắn biết là phụ mẫu trở về. Quả nhiên, hắn mở ra phía sau cửa, Tô Kiến Hồng cùng Lâm Tú Nga mang trên mặt mỏi mệt, phong trần mệt mỏi đứng tại cửa ra vào. Cha, mẹ. Tô Bạch tiếp nhận phụ mẫu vật trong tay cười, cười đến rất vui vẻ. Phụ thân Tô Kiến Hồng vóc dáng gần giống như hắn, Bất quá thân thể muốn so tô bạch khỏe mạnh rất nhiều, một đôi bàn tay lớn bên trên tràn đầy kén, đây là hắn bình thường ở trong xưởng làm việc mài đi ra. Mẫu thân Lâm Tú Nga thì là vóc dáng không cao, chỉ có khoảng 1m6, bất quá hơn 40 tuổi khóe mắt cũng đã có thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt. Đây đều là sinh hoạt lưu lại, vết tích. Tô Bạch trong trí nhớ phụ mẫu cùng tồn tại một nhà, trắc ra truyền trang bị, nhà máy làm việc, tiền lương ít ỏi phụ thân Tô Kiến Hồng tại dây chuyền sản xuất bên trên làm khổ công, một tháng có 4.500 tiền lương, mà mẫu thân Lâm Tú Nga làm việc hoàn cảnh muốn nhẹ lỏng một ít, tại dây chuyền sản xuất thượng tháng máy móc chia ra sai là được rồi, bất quá tương đối như thế tiền lương muốn ít, một tháng chỉ có 2.500. Mặc dù hai người thu nhập không cao, nhưng bọn hắn cũng rất bỏ được cho mình cùng muội muội dùng tiền, một mực hy vọng mình có thể thành tài, sau này không cần giống bọn hắn dạng này sống ở xã hội tầng dưới chót nhất. Tô Kiến Hồng cùng Lâm Tú Nga đi vào phòng, nhìn xem cho mình hai người đổ nước tô bạch, cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao như thế nghe lời. Có phải hay không ở trường học gặp rắc rối? Sao có thể, con của ngươi ở trường học thế nhưng là rất nghe lời. Tô Bạch đem hai chén nước sôi để nguội đặt ở trước mặt cha mẹ, cười cười. Lâm Tú Nga nghe xong thả tay xuống bên trong mua được tiện nghi đồ ăn, lường hắn một cái, nhìn ngươi nói gì vậy, thì không cho nhi tử trưởng thành sao ha ha tô kiến hồng nghe xong cười lớn một tiếng nhi tử cải biến để hắn rất vui vẻ nguyên bản mệt mỏi một ngày thân thể đột nhiên cảm thấy buông lỏng mẹ ta tới đi ngươi đi nghỉ ngơi a à. tô bạch từ lâm tú nga bên người lấy đi rau quả đi hướng phòng bếp lâm tú nga sửng sốt một chút nhi tử ngươi lúc nào biết làm cơm ha ha bình thường các ngươi không có ở đây thời điểm vụn trộn luyện tô bạch thuận miệng nói một câu lại rước lấy tô tiểu tiểu nghi hoặc a à, ta ten ten ở nhà làm sao không biết ca ca làm qua cơm tô tiểu tiểu bởi vì con mắt vấn đề ngay cả học đều không lên được chỉ có thể cả ngày đợi trong nhà không có việc gì cho nên nàng một ngụm liền vạch trần tô bạch hoang ngôn tô bạch cười ha hả vội vàng đi phòng bếp nấu cơm trước kia hắn xác thực không biết làm cơm nhưng từ khi tai nạn xe cộ sau người nhà đều rời đi hắn không làm cơm chẳng lẽ muốn chết đói cho nên cũng liền luyện thành một tay hảo thủ nghệ. Lâm tú nga mua đồ ăn không nhiều, tô bạch chân bên trên cơm sau chỉ dùng nửa giờ liền xào kỹ. Một cái rau xanh xào cây nấm, một cái quả ớt trứng tráng, hai bàn thức ăn mặc dù không nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng đủ người một nhà ăn. Ma thú xâm lớn sau không chỉ có nhân loại sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, liền ngay cả cuộc sống trình độ đều giảm mạnh. Dù sao một chút nuôi dưỡng lại hoặc là gieo trồng nghiệp đều là tại xa xôi địa khu. Mà những cái kia địa khu hiện tại đều thành ma thú nhạc viên, dẫn đến hiện tại người muốn ăn điểm thịt hoặc là đồ ăn đều đắt kinh khủng. Những này đồ ăn vẫn là Lâm Tú Nga chuyên môn chọn ban đêm không mới mẻ hạ giá sau mới đi mua. Buổi sáng mới mẻ rau quả nàng nhưng không nỡ mua. Trên bàn cơm, một nhà bốn chiếc vui vẻ hòa thuận ngồi cùng một chỗ, Tô Kiến Hồng hỏi thăm về Tô Bạch việc học. "Nhi tử, gần nhất thế nào? Học tập có tiến bộ sao?" "Đương nhiên là có." Tiến bộ cũng lớn, các ngươi biết nhất định sẽ giật nảy cả mình." Tô Bạch cười thần bí, cố ý kéo lấy trường âm nói ra. "A." À, Tô Kiến Hồng gặp Nhi Tử tự tin như vậy ngạc nhiên một cái. Hắn nhưng là biết Nhi Tử bình thường thành tích học tập, mặc dù rất cố gắng nhưng thiên phú lại giống mình, phi thường bình thường, đến bây giờ tam thân thuật đều không nắm giữ. Lâm Tú Nga cùng Tô Tiểu Tiểu một nghe hứng thú, vội vàng thúc giục Tô Bạch cẩn thận nói một chút. Tô Bạch đem thả xuống đôi đũa trong tay, cũng không có ý định với người nhà giấu giếm, đứng ở cửa phòng bếp nở nụ cười. Cha mẹ, các ngươi nhìn kỹ, tuyệt đối đừng giật mình. Ha ha, tiểu tử ngươi muốn chơi hoa gì dạng? Chẳng lẽ không muốn cho chúng ta biểu diễn tam thân thuật? Tô Kiến Hồng vui vẻ nhìn xem hắn trêu ghẹo một câu. Lâm Tú Nga cũng đầy mặt mong đợi nhìn xem Tô Bạch. Tô tiểu tiểu mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng dựng thẳng hai cái lỗ tai tử tế nghe lấy động tĩnh chung quanh. Cha ngươi nói đúng. Tô bạch hai tay kết ấn, nhếch nhếch miệng, biến thân thuật. Tại tô kiến hồng cùng lâm tú Nga ánh mắt kinh ngạc bên trong, tô bạch trên thân thể phanh một cái sinh ra một đoàn khói trắng. Khói trắng tản ra sau một cái duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương xuất hiện, chính là tô tiểu tiểu bộ dáng. Cái gì? Tô kiến hồng đôi đũa trong tay rơi xuống đất, nhi tử ngươi nắm giữ biến thân thuật vẫn chưa xong đâu. Tô Bạch hai tay biến hóa kết ấn, thuật thế thân cùng biến thân thuật rất trôi chảy sử dụng ra. Cái này cái này. Lần này Tô Kiến Hồng triệt để chấn kinh, nhi tử vậy mà âm thầm nắm giữ tam thân thuật. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hắn hiện tại liền đạt đến lên đại học yêu cầu. Chỉ cần có thể lên đại học, cho dù là một chỗ phổ thông sau khi tốt nghiệp đại học cũng có thể trở thành một tên hạ nhẫn, thoát ly tầng dưới chóc xã hội. Lâm tú nga càng là chảy xuống kích động nước mắt. Trước kia tô bạch thiên phú thường thường để nàng rất lo lắng nhi tử về sau sẽ giống như bọn họ một tiền đồ. Hiện tại tốt, nhi tử không chỉ có đột nhiên khai khiếu, còn lập tức đem tam thân thuật toàn nắm giữ. Cái này khiến nàng kích động tay đều run rẩy. Nhi tử ta tiền đồ, nhi tử ta tiền đồ a. Cô tiểu tiểu nhìn thấy sau càng là vui vẻ ôm lấy tô bạch ngẩng lên cái đầu nhỏ kiêu ngạo nói ta trước kia liền nói ca ca nhất định sẽ trở thành ninja hiện tại ta nói đúng a à? từ tiểu tiểu nói rất đúng cô bạch cười ha hả sờ lên nữ hài cái đầu nhỏ nữ hài lập tức hiếp mắt phản phất một con mèo hưởng thụ hắn vuốt ve người một nhà kích động rất lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại không quá kích động đậy sau tô kiến hồng cùng lâm tú nga lại sầu muộn trước kia hai người cảm thấy nhi tử thiên phú có hạn đại khái xuất thi không đậu đại học cho nên cũng liền một nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ Tô Bạch khác biệt, Hoàng Mỹ nắm giữ tam thân thuộc liền đã đạt tới lên đại học yêu cầu, cái này khiến hai vợ chồng bắt đầu thay hắn trụ bị đại học học phí. Ta đi tìm đại ca vay tiền. Tô Kiến Hồng bóp tắt tàn thuốc trong tay, xoay người muốn đi ra cửa. Lâm Tú Nga cũng nói, bây giờ trong nhà còn có hơn 5.000 khối, chúng ta ít nhất phải cho Nhi tử chuẩn bị 30.000 khối, ta cũng đi tìm Tô Bạch hắn gì hai cho mượn một chút. Ân, tốt nhất chuẩn bị thêm một chút, lo trước khỏi họa. Tô Kiến Hồng mặc quần áo tử tế, đi ra cửa đi. Hắn muốn đi tìm Tô Bạch đại bá, hắn thân đại ca vay tiền. Tô Bạch ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này không có lên tiếng, hắn biết mình hiện tại không có thay đổi đây hết thảy năng lực, chỉ có thể dựa vào phụ mẫu. Bất quá hắn tin tưởng cuộc sống như vậy rất nhanh liền kết thúc, hắn có lòng tin để người nhà sau này được sống cuộc sống tốt. Còn có 13 ngày Ta có lẽ có thể thông qua thêm điểm mạnh lên cầm tới trường học học bổng đến giảm bớt phụ mẫu gánh vác. Hắn nghĩ tới trường học học bổng, Dương Thành nhất trung hàng năm đều vì thi đại học sinh chuẩn bị ba cái danh ngạch học bổng. Mỗi một cái danh ngạch có 100.000 đồng liên bang, đã đầy đủ học sinh bên trên một cái bình thường đại học tốn hao. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sau 2 giờ, cô Kiến Hồng cùng Lâm Tú Nga đều trở về, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lão công, đại ca hắn đồng ý vay tiền sao? Cho mượn ngược lại là mượn, thế nhưng là chỉ cấp 10 ngàn, hắn gì hai đâu? Là có ý gì? Cô kiến hồng lông mày nhẹ trâu, theo bản năng lấy ra một điếu thuốc liền muốn đốt. Lâm Tú Nga vỗ một cái tay của hắn, không thích hắn hút thuốc. Trong nhà địa phương không lớn, chỉ có hơn 50 mét vuông, cô Kiến Hồng co lại khói các nàng đều phải nghe. Hắn gì hai ngược lại là muốn mượn, nhưng hắn dượng hai không vui, cuối cùng chỉ cấp một ngàn khối lâm tú nga nói ra tô bạch dì hai là thân muội muội của nàng ngày bình thường hai nhà thường xuyên đi lại quan hệ không tệ thế nhưng là muội phu của hắn liền không phải thứ gì không làm việc cho tốt cả ngày hút thuốc uống rượu làm người cũng đặc biệt hẹp hòi muội muội ngược lại là muốn mượn cho mình tiền mà dù sao là nam nhân đương gia làm chủ muội phu không đồng ý nàng cũng không có biện pháp gì ai tẩu tử ngược lại là thông tình đạt lý nhưng nhà đại ca so với chúng ta cũng chẳng mạnh đến đâu, đột nhiên lập tức cũng không bỏ ra nổi lại nhiều tiền. Tô Kiến Hồng sầu mi khổ kiểm nói. Đều là người nhà bình thường, nhà ai so với ai khác nhà cũng không tốt đến chỗ nào. Lâm Tú Nga hỏi, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại thêm bắt đầu cũng không có 20.000 khối. Ngày mai ta lại đi tìm nhân viên tạp vụ nhóm cho mượn một cái đi, hẳn là có thể cho mượn đủ 30.000 khối. Trong phòng Tô Bạch nghe một trận phụ mẫu nói chuyện phím nội dung, chăm chú nhéo nhéo quyền, hít sâu một hơi đẩy cửa đi ra ngoài. Cha mẹ, chuyện tiền ta có biện pháp. Ngươi, một tên mau đầu tiểu tử có biện pháp nào? Tô Kiến Hồng nghe xong xem thường cười cười. Lâm Tú Nga cũng cười nói, nhi tử, chuyện tiền không cần ngươi quan tâm, cha mẹ sẽ thay ngươi giải quyết, ngươi học tập cho giỏi là được. Ta thật sự có biện pháp. Trường học của chúng ta có học bổng, chỉ muốn khảo hạch thành tích có thể tới ba hạng đầu liền có thể dẫn tới mỗi người một trăm ngàn khối đâu gặp phụ mẫu không tin tô bạch có chút gấp liền vội vàng nói ra ý nghĩ của hắn tô kiến hồng cùng lâm tú nga nghe xong liếc nhau một cái không xác định hỏi nhi tử ngươi có nắm chắc thi đến ba hạng đầu đúng vậy a à, mặc dù ngươi bây giờ đã nắm giữ tam thân thuật nhưng trường học các ngươi hẳn là có không ít người cũng làm đến trình độ này đi nếu như ngươi muốn tranh khoản này học bổng cuối cùng nhìn chính là trát ra lượng A. Mặc dù nhi tử đêm nay đột nhiên khai khiếu, để hắn hai vợ chồng giật nảy cả mình, nhưng nhi tử hiện tại cũng chỉ là trở thành học sinh ưu tú, khoảng cách bạc tiêm cái kia một nhóm nhỏ người còn có không thiếu khoảng cách. Liền ngay cả bọn họ cũng đều biết khảo hạch tam thân thuật hoàn toàn nắm giữ mặc dù là tiêu chuẩn, nhưng bài danh nhìn chính là học sinh trát ra lượng nhiều cùng thiếu. Tô Bạch thân thể ban đầu cũng có chút yếu, tinh luyện trát ra tiến độ chậm chạp, điểm ấy bọn hắn cũng biết, cho nên hai vợ chồng nói với Tô Bạch học bổng không phải rất có lòng tin. Cha mẹ các ngươi yên tâm, ta cùng trước kia đã không đồng dạng, ta có lòng tin tranh thủ đến học bổng. Tô Bạch tự tin nói. Mặc dù bây giờ thân thể của mình vẫn là rất yếu, nhưng hắn mỗi ngày có thể thu hoạch được một cái có thể dùng thuộc tính, hắn cũng không tin đem những này điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại trác ra bên trên còn không sánh bằng những bạn học khác. Đêm nay liền là quyết định ta đến cùng có thể hay không cầm tới học bổng thời điểm, liền nhìn một cái điểm thuộc tính có thể cho ta gia tăng nhiều thiếu trác ra. Tô Bạch về tới trong phòng, bắt đầu tinh luyện trác ra. Mặc dù có hệ thống có thể thêm điểm, nhưng Tô Bạch biết bình thường tu luyện cũng không thể bỏ bê, muốn trở thành người trên người không chỉ có riêng chỉ cần kỳ ngộ, càng phải có người bình thường không có cố gắng mới được. Khoanh chân ngồi xuống, hắn dựa theo trường học giáo sư phương pháp tinh luyện trác ra. Căn cứ cái này hơn 200 niên nhân loại đối trác ra nghiên cứu biết được, Chắc ra là tinh thần năng lượng cùng thân thể có thể đo xong đẹp dung hợp sinh ra một loại năng lượng. Là thi triển nhẫn thuật, huyễn thuật năng lượng nơi phát ra. Chắc ra đơn giản tới nói liền là sử dụng nhẫn thuật lúc nhất định năng lượng, mà loại này năng lượng là từ nhân thể 130 điểm báo cái trong tế bào, từng bước từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng, kinh lịch rất nhiều tu luyện, tích lũy kinh nghiệm mà rèn luyện tinh thần năng lượng. Trác ra một khi tạo ra sẽ giống huyết dịch tuần hoàn khắp toàn thân, đồng thời theo ninja tinh luyện số lần càng nhiều cùng thời gian càng lâu trác ra lượng liền càng khổng lồ. Ông ông! Tô Bạch vừa mới bắt đầu sách cũng cảm giác được trong tế bào trác ra tựa như cuồng bạo Pokemon, vô cùng sinh động, để hắn nhịn không được hãm lại tốc độ, lo lắng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Lúc này thần kinh của hắn căng đến gấp vô cùng, tinh luyện trác ra không chỉ cần phải tiêu hao tế bào năng lượng, càng cần hơn tinh thần lực phối hợp cả hai đêm kết hợp mới có thể sinh ra trác ra. Tế bào có thể hiểu thành dương thuộc tính, tinh thần lực có thể hiểu thành âm thuộc tính, ta nếu muốn tinh luyện trác ra tốc độ tăng tốc hai cái này thuộc tính nhất định phải thêm điểm. Bất quá bây giờ khảo thí đang ở trước mắt, đã không có thời gian để ta chậm rãi thu hoạch được có thể dùng điểm thuộc tính, đêm nay điểm thuộc tính trước hết thêm tại trác ra phía trên A. Câu bạch ngẩng đầu nhìn một chút trên tường biểu, đã là ban đêm 9 điểm, lại có 3 giờ hắn liền đổi mới ngày mai có thể dùng điểm thuộc tính. Chỉ mong có thể cho ta một kinh hỉ. Mang theo chờ mong, Tô Bạch đang nghe truyện trên TV audio CV nhắm mắt lại nghiêm túc tinh luyện trát ra, thời gian liền dạng này từng điểm từng điểm đi qua. 1 giờ 2 giờ 3 giờ Khi thời gian đến đến tối 12 giờ lúc, cũng chính là ngày thứ hai không điểm, Tô Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp đem đổi mới có thể dùng điểm thuộc tính thêm tại trác ra cái kia một hạng bên trên. Oanh! Đột nhiên, trong thân thể của hắn hiện ra một cổ năng lượng to lớn, toàn thân mỗi một tế bào phản phất đều đang hoang hô, nhảy cẩn, liều mạng hấp thu của lực lượng này. Cơ hồ là trong nháy mắt trong thân thể tế bào liền đem cổ lực lượng này từng bước xâm chiếm hết sạch. Cái này, đây là... Tô Bạch nhìn xem bản mở to hai mắt nhìn, mang trên mặt không thể tin thần sắc chủ ký sinh, Tô Bạch. Thuật thế thân, level 1, 112 trên 200. Phân thân thuật, level 1, 114 trên 200. Biến thân thuật, level 1, 108 trên 200. Huyết kế giới hạn, Mangekyo Sharingan, Kamui, chưa mở ra. Trác ra lượng, 104, thẻ. Thổ thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Thủy thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Phong thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Hỏa thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Lôi thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Âm thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Dương thuộc tính, level 0, 0 trên 100. Trước mắt có thể dùng điểm thuộc tính, không, mỗi ngày không điểm gia tăng một cái. Nhiệm vụ trước mặt, đem tổng hợp đánh giá tăng lên đến hạ nhẫn, nhiệm vụ ban thưởng có thể dùng điểm thuộc tính 5. Tổng hợp đánh giá, ninja học đồ. Một cái có thể dùng điểm thuộc tính có thể thêm một thẻ trát ra. Ta hiện tại đã đạt tới hạ nhẫn thấp nhất trát ra đo. Tô Bạch nhìn xem bản có chút choáng ván, hạnh phúc bây giờ tới là quá đột nhiên. Ngay tại ba ngày hắn còn phát sầu làm sao đem trát ra lượng tăng lên, hiện tại một cái điểm thuộc tính vậy mà trực tiếp để hắn trở thành hạ nhẫn. Đây cũng quá nghịch thiên. Mừng rỡ qua đi, Tô Bạch đột nhiên lấy lại tinh thần. 7. Không đúng, ta không nên nghĩ như vậy. Một cái có thể dùng điểm thuộc tính gia tăng một thẻ trắc ra lượng mặc dù đối với hiện tại ta tới nói là một cái thiên văn sổ tự, nhưng ngày sau theo thực lực của ta mạnh lên liền không có dạng này lớn cải biến. Hạ nhẫn thấp nhất là một thẻ trắc ra, cao nhất là 100, nếu như ta dựa vào thêm điểm lời nói cần 100 ngày mới có thể đem trắc ra tăng lên tới trung nhẫn tình trạng. Nghĩ như vậy đến mặc dù cũng không chậm nhưng là ta muốn đạt tới thượng nhẫn ninh gia một nghìn thẻ rác ra lượng liền cần ba năm tuy nói thời gian ba năm cũng không dài nhưng ta không thể đem tăng lên rác ra phương thức chỉ ký thác vào thêm điểm bên trên địa phương khác càng cần hơn thêm điểm câu bạch đưa ánh mắt đặt ở âm thuộc tính cùng dương thuộc tính bên trên hiện tại hắn rác ra tạm thời đã đủ ứng phó khảo thí cùng cầm tới học bổng khẳng định không có vấn đề theo hắn biết toàn bộ dương thành nhất trung cấp ba ngoại trừ hạ tình tuyết bên ngoài còn không có cái thứ hai đem trác ra tăng lên tới hạ nhẫn trình độ học sinh dù sao dương thành nhất trung chỉ có hạ tình tuyết là khuyết kế giới hạn gia tộc thành viên tiên thiên ủng có người khác không có tài nguyên tu luyện cho nên mới sẽ nhanh như vậy trở thành hạ nhẫn âm thuộc tính cùng dương thuộc tính là cải biến thân thể ta trọng yếu thuộc tính từ lâu dài nhìn sau này có thể dùng điểm thuộc tính có lẽ có thể ưu tiên thêm hai cái này vừa rạng sáng ngày thứ hai tô bạch thật sớm rời giường thân thể nghỉ ngơi một đêm tiếp xúc không thiếu năng lượng có thể tinh luyện trát ra bởi vì trát ra cần từ trong tế bào rút ra cho nên đối thân thể tiêu hao còn là rất lớn mọi người trực tiếp nhất bổ sung phương thức liền là ăn dinh dưỡng cao đồ ăn tỉ như ma thú thịt ma thú đẳng cấp càng cao trong thịt chứa dinh dưỡng liền càng cao đối thân thể của nhân loại có to lớn công hiệu bất quá thịt ma thú tô bạch nhưng không kịp ăn Hắn đừng nói ăn thịt ma thú, phổ thông loại thịt người một nhà quanh năm suốt tháng đều ăn không được mấy lần. Đó cũng không phải phụ mẫu keo kiệt, mà là bọn hắn đều đem tiền tích lũy cho mình hai huynh muội. Đây là Tô Bạch, trở thành Hạ Nhẫn sau lần thứ nhất tinh luyện rác ra, đêm qua hắn thận trọng tinh luyện 3 giờ mới tăng lên 0.01 thẻ, hắn biết cái này là mình bình thường tốc độ, thiên phú của hắn rất phổ thông. Khi hắn hiện tại trở thành Ngụy Hạ Nhẫn về sau, cường độ thân thể cũng tăng lên không ít tinh luyện trác ra tốc độ cũng sắp, ngắn mũi nửa giờ hắn liền đề luyện ra tối hôm qua 3 giờ lượng. Cục cục. Thật đói. Bụng truyền đến kháng nghị thanh âm, câu bạch lúc này mới đình chỉ tu luyện, thân thể của hắn đã không có năng lượng lại cung cấp hắn tiếp tục tinh luyện trác ra. Nhi tử ngươi ăn nhiều như vậy đừng chống đỡ đau bụng. Trên bàn cơm, Tô Kiến Hồng cùng Lâm Tú Nga mở to hai mắt nhìn xem Tô Bạch, hắn đã ăn 5 cái bánh bao. Tô Bạch miệng bên trong đút lấy màng thầu, nhai nhai nhấm nuốt hai cái mơ hồ không rõ nói, cha mẹ các ngươi yên tâm đi, ta lại không là tiểu hài tử biết mình ăn nhiều thiếu. Nói thì nói thế không sai, nhưng ngươi làm sao đột nhiên lập tức ăn nhiều như vậy? Tô Kiến Hồng cao mày. Hắn cũng không phải đau lòng mấy cái này màng thầu, mà là Tô Bạch lượng cơm ăn đột nhiên lập tức chợt tăng gấp bội để hắn có chút bận tâm. Lần này Tô Bạch không có thẳng thắng, chỉ nói là đến tinh luyện trác ra có một chút tiến bộ, thân thể cần có thể số lượng lớn. Cũng không phải là hắn không tin được phụ mẫu, mà là mình một buổi tối đột nhiên chợt tăng một thể trác ra lượng, cái này khiến hắn không biết nên như thế nào cùng phụ mẫu giải thích. Dù sao mình loại hành vi này quá khác thường, theo hắn biết ninja học đồ trở thành hạ những căn bản không có giống hắn nhanh như vậy. Ăn xong điểm tâm, tâm tình thật cốt tô bạch vuốt vuốt tô tiểu tiểu cái đầu nhỏ, lúc này mới đi trường học. Vừa đi vào phòng học, hắn liếc mắt liền thấy được bị mình đùa giỡn hạ tình tuyết hạ tình tuyết cũng nhìn thấy hắn nhẹ hừ một tiếng nghiêng đầu đi không để ý đến xem ra còn tại sinh khí hạ tình tuyết hôm nay mặc tu thân võ đạo phục màu trắng vừa người quần áo để nữ hài nhìn lên đến thanh tú động lòng người nguyên bản khoác tại vai tóc trên đầu cũng bàn lên một cây thật dài bím tóc đuôi ngựa rơi ở sau gáy bên trên cùng một cái tiểu muội nhà bên giống như đáng yêu các bạn học gặp chính chủ tới lập tức an tĩnh lại Mang theo xem kịch vui tâm tình chuẩn bị thưởng thức vừa ra, vỡ kịch Này uy, người nói hạ tình tuyết có thể hay không đánh tơi bời tô bạch một trận Khẳng định A, à, tô bạch gia hỏa này dám đối nàng làm như vậy không phải vuốt râu hùng sao Phải biết ngày bình thường gia đối chiến hạ tình tuyết Ngay cả cùng những nam sinh khác thân thể tiếp xúc một chút cũng không nguyện ý A à. Tô bạch hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái quần áo Đi đến nữ hài trước mặt, mang theo ấy nấy nói ra, có lỗi với tình tuyết Ta hôm qua nổi điên, còn xin ngươi tha thứ cho ta. Hừ. Hạ Tình Tuyết nhíu mũi ngọc tinh xảo, nghiêng đầu qua một bên không để ý tới hắn. Tô Bạch có chút xấu hổ, không biết nên làm sao hống nàng. Nếu là vẫn là kiếp trước người yêu quan hệ hắn trực tiếp cho nữ hài đến cái bích đông, liền chuyện gì cũng không có. Nhưng bây giờ, Tô Bạch nghĩ nghĩ mình trước kia là thế nào truy hạ Tình Tuyết, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, quay người đi ra ngoài hạ tình tuyết gặp hắn đi nhíu mày trong mắt có chút thất vọng nàng cho rằng tô bạch đang trốn tránh nàng kỳ thật đối tô bạch vẫn còn có chút hảo cảm tô bạch mặc dù gia cảnh phổ thông thiên phú thường thường nhưng trong mắt của hắn tiếng thủ tâm lại là không giấu được lại thêm tô bạch bề ngoài ưu tú quả thật có chút hấp dẫn nàng hôm qua tô bạch đối nàng làm ra xấu hổ sau đó hạ tình tuyết kinh ngạc phát hiện mình phản ứng đầu tiên thế mà không phải sinh khí mà là có chút không hiểu vui sướng cái này khiến nàng tối hôm qua suy nghĩ thật lâu cũng không ngủ, không biết tại sao mình lại dạng này. Chẳng lẽ, ta thật đối với hắn có ý tứ. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương hạ tình tuyết trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, không biết loại cảm giác này đến cùng là cái gì. Bất quá tô bạch cũng quá đáng, sao có thể ngay trước toàn bộ đồng học đối với mình làm chuyện như vậy đâu. Thật đáng ghét. Hạ tình tuyết lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, sắc mặt đỏ lên cúi đầu ôn tập sách giáo khoa. Chờ lấy xem náo nhiệt các bạn học thấy không có phát sinh mình mong đợi sự tình, lập tức cảm thấy nhàm chán, riêng phần mình bận biểu riêng phần mình sự tình. Mười phút sau, tô bạch trở về, đồng thời trong tay còn mang theo một chén trà sữa. Tình tuyết, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Đây là ô mai hương vị. Hạ tình tuyết nhìn xem tô bạch trong tay trà sữa hơi kinh ngạc, hắn làm sao biết mình thích uống ô mai hương vị phải biết bình thường mình chưa từng có ở bên ngoài uống qua trà sữa chỉ có một người vụng trộn ở nhà lúc mới có thể điểm một chút thức ăn ngoài mà thích nhất uống liền là ô mai hương vị trà sữa nhưng chuyện này liền ngay cả phụ mẫu cũng không biết a à. hạ tình tuyết do dự một chút cuối cùng vẫn chống cự không nổi tô bạch dụ hoặc tiếp nhận trà sữa mút vào bắt đầu đem nhánh xinh đẹp biếm tóc đuôi ngựa ở sau ốc lắc qua lắc lại phi thường đáng yêu đồng thời trong nội tâm nàng một mực đang nghĩ Tô Bạch đến cùng là làm sao biết mình yêu thích. Nhìn lên đến Tình Tuyết không có sinh khí, quá tốt rồi. Tô Bạch ở một bên cười thầm. Mặc dù thế giới không đồng dạng, nhưng Hạ Tuyết tình yêu thích nhưng không có biến, cái này khiến hắn cảm thấy cô bé trước mắt chân thật mấy phần. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều, có trà sữa trợ công, Hạ Tuyết tình rốt cục tha thứ hắn. Bất quá đây cũng chính là Tô Bạch nếu là đổi những người khác dám dạng này đối hạ tình tuyết chỉ sợ còn không đợi chiếm được tiện nghi liền bị nàng đánh. Lâm hổ đi vào phòng học sau nhìn thấy cái này, hài hòa một màn lập tức sợ ngây người. Hắn nguyên bản đều dự định hôm nay nếu là hạ tình tuyết dám đánh hảo huynh đệ của mình mình cái nào sợ không phải là đối thủ của nàng cũng muốn ngăn cản, sợ nàng thật đem tô bạch đánh chết. Nhưng bây giờ, nhìn xem vừa nói vừa cười hai người lâm hổ biểu thị không có thể hiểu được không nhìn ra tiểu tử ngươi vẫy muội có một bộ a à. tô bạch ngồi trở lại vị trí về sau lâm hổ kinh ngạc nói tô bạch nhìn xem hạ tình tuyết bóng lưng mỉm cười đối hảo hữu của mình nói ra vẫy cái gì vậy là tình tuyết không cùng ta so đo thôi không phải nàng đã sớm đánh ta lời mặc dù nói như vậy không sai nhưng hạ tuyết tình hành vi cũng quá khác thường a à, ngươi nói nàng có phải hay không đối ngươi có ý tứ lâm hổ trong mắt lóe thần sắc tò mò lớn mật phỏng đoán tô bạch kỳ quái nhìn hắn một cái ngươi chừng nào thì như thế bác quái cái gì bác quái ta chỉ là có chút lo lắng ngươi lâm hổ chân thành nói cùng hạ tình tuyết cô gái như vậy cùng một chỗ sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi trong lòng của hắn rất rõ ràng hai người nếu quả như thật có quan hệ gì cuối cùng thua thiệt khẳng định là tô bạch dù sao hạ tình tuyết gia thế quá ưu việt cùng bọn hắn căn bản không phải một cái giai tầng người hai người cưỡng ép cùng một chỗ chỉ sợ không phải chuyện gì tốt cô bạch nghe xong biết lâm hổ tại thực tình vì chính mình lo lắng lập tức trong lòng ấm áp có chút cảm động kiếp trước lâm hổ liền giúp mình không ít căn bản vốn không mưu đồ gì hồi báo lại nói mình lúc ấy cái dạng kia cũng không cho được hắn cái gì hồi báo một thế này mặc dù thế giới có chút khác biệt nhưng hai người quan hệ lại là thật lâm hổ vẫn là cái kia lâm hổ bất quá tô bạch lại không đồng dạng. Hiện tại hắn thêm điểm hệ thống nơi tay, còn có một cái chờ lấy mở ra ca mui mắt, cái này khiến hắn vô luận là báo đáp lâm hổ ân tình vẫn là truy hạ tình tuyết đều có lớn lao lòng tin. Tuyết tình gia thế xác thực rất ưu việt, nhưng huynh đệ ngươi cũng không phải nhút nhát hàng, về sau ngươi sẽ biết. Tô Bạch tự tin cười cười. Hai đời hắn đều không phải là sợ đầu sợ đuôi người, hiện tại lại đạt được hệ thống, gặp được ưa thích nữ sinh liền to gan đuổi theo, cũng chi đây là hạ tình tuyết. Lâm Hổ nghe xong thở dài một tiếng, cảm thấy Tô Bạch là bị tình cảm choáng váng đầu óc, ung dung nói ra, huynh đệ ngươi biết không? Ngươi bây giờ liền có phiền toái. Phiền toái gì? Tô Bạch nghe xong ngây ngẩn cả người. Lâm Hổ nhìn một chút chung quanh không ai chú ý, nhỏ giọng nói ra, Vương Cường ngươi biết a. À? Biết, ban hai cái kia ưa thích đánh nhau nam sinh. Tô Bạch gật đầu. Biết liền tốt lâm hổ tiếp tục nói hôm qua hắn nghe nói ngươi đùa giỡn hạ tuyết tình sau liền dương ngôn muốn vào hôm nay thực chiến trên lớp giáo huấn ngươi cho nên ngươi phải cẩn thận không được liền hướng lão sư thân sinh cái nghỉ bệnh đừng đi bên trên thực chiến khóa hắn ưa thích hạ tình tuyết toàn trường đều biết sớm liền phóng ra lời nói cảnh cáo nam sinh khác không cho phép tiếp cận nàng kết quả ngươi lại ai tô bạch mặc dù thành tích học tập không sai nhưng thân thể của hắn quá gầy yếu đi Rắc ra tinh luyện tiến độ một mực là toàn lớp đếm ngược, Lâm Hổ lo lắng hắn sẽ bị Vương Cường đã thương. Tô Bạch nghe xong dở khóc dở cười, cái này tính là gì sự tình. Tôi thích nữ hài tử ngươi đuổi theo A, dựa vào nắm đấm uy hiếp đừng nam dạng này có thể đem nữ hài đoạt tới tay. Ngây thơ Tô Bạch xuyên qua trước qua lâu rồi học sinh thời kỳ ngây thơ, hắn bây giờ quay đầu lại nhìn những sự tình này cảm thấy có chút buồn cười. Vương Cường hắn biết, Tại toàn bộ Dương Thành nhất trung đều là nhân vật phong vân, phụ thân của hắn tại Dương Thành Tòa Thị chính là cái sự cấp cán bộ, gia cảnh rất ưu việt. Mặc dù cùng hạ tình tuyết huyết kế gia tộc không cách nào so sánh được, nhưng cũng miễn cưỡng xem như thượng tầng nhân vật, cùng tô bạch lâm hổ bọn hắn hoàn toàn là người của hai thế giới. Mà vương cường tính cách tương đối bá đạo, kỹ vào thực lực mình cường thường xuyên khi dễ niên cấp bên trong những bạn học khác. Bất quá hắn cũng không dám trắng trợn khi dễ bởi vì trường học quản được gấp cấm chỉ các học sinh đánh nhau cho nên vương cường chỉ có thể ở thực chiến trên lớp dùng danh nghĩa tỉ thí để giáo huấn hắn thấy ngứa mắt người mà bị hắn khi dễ người kiên kỵ gia thế của hắn cùng thực lực đều là giận mà không dám nói gì nén giận mình nuốt xuống khẩu khí này kiếp trước vương cường còn không đến mức như thế quá phận chỉ là thuộc về nhỏ quan đệ nhị mà thôi tại cái kia yamato hài dưới xã hội một cái sự cấp cán bộ tử đệ cũng không có cái gì cảm giác ưu việt nhưng bây giờ thì khác mà thú xâm lớn sau toàn bộ xã hội lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng càng là thượng tầng người liền càng có cảm giác ưu việt xem thường tầng dưới chót vì cuộc sống dãy dụ người bình thường cái này cũng sáng tạo ra vương cường bá đạo tính cách nghĩ tới đây tô bạch bất đắc dĩ cười cười ngươi vừa nói như vậy còn đúng là phiền phức bất quá thực chiến khóa ta cũng không sợ hắn hắn cũng chỉ là cái ninja học đồ mà thôi huynh đệ ngươi ngủ hồ đồ rồi a à. Vương Cường Tam thân thuật đã sớm nắm giữ, nửa tháng trước càng đem trác ra lượng tăng lên tới 0.7 thẻ, cái này tại toàn bộ niên cấp đều là đứng hàng đầu tồn tại, ngươi vậy mà nói ngươi nói không sợ. Lâm Hổ đưa thay sờ sờ Tô Bạch cái trán, cho là hắn phát sốt. Tô Bạch chỉ là cười cười, không có quá nhiều giải thích. Bảy thẻ. Nếu như là một ngày trước mình khẳng định sẽ kiên kỵ, dù sao lúc kia hắn chỉ có 0.03 thẻ trác ra, chênh lệch rất lớn. Bất quá bây giờ. Tô Bạch biểu thị hắn chỉ có thể cười ha ha. Vương Cường nếu là thật tìm phiền toái vậy mình không ngại giáo huấn hắn một trận. Lâm Hổ còn muốn khuyên cái gì, nhưng mà chủ nhiệm lớp Vương Hải lúc này tiến đến, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Vương Hải quét mắt một vòng dưới đài học sinh, cuối cùng tại hạ tình tuyết cùng Tô Bạch trên thân dừng lại một chút, mở miệng nói, phế không nói nhiều nữa, ta vẫn là câu cách ngôn kia, lại có 10 ngày nữa liền thi tốt nghiệp trung học, mọi người phải tất yếu giữ vững tinh thần vì thi đại học chuẩn bị sẵn sàng một hồi thực chiến khóa ta hy vọng mọi người có thể hảo hảo đối đãi chữ lão sư mỗi tuần chỉ trường học chúng ta một lần đây là các ngươi đạt được chỉ điểm cơ hội tốt nhất ma thú xâm lấn hậu học trường học phương thức giáo dục cũng cải biến học sinh không chỉ có muốn nắm giữ tri thức càng có rèn luyện đảm phách mà thực chiến khóa liền là gia tăng đảm phách phương pháp tốt nhất hiện tại liên bang không cần bé ngoan mà là cần có can đảm cùng ma thú phấn đấu chiến sĩ. Vương Hải nói xong, dưới đại học sinh lập tức bạo động bắt đầu. Lại có thể nhìn thấy chữ lão sư, thật sự là kích động A. Đúng vậy A, à, chữ lão sư nhưng là thần tượng của ta, hắn rõ ràng so chúng ta không lớn hơn mấy tuổi cũng đã là cùng ma thú chiến đấu qua ninja, thật sự là quá đẹp rồi. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy chữ lão sư đẹp trai phát nổ, nhất là trên cổ hắn cái kia đạo vết sẹo, Đơn giản liền là nam nhân lãng mạn a à. Hì hì, nghe nói chữ lão sư còn chưa có kết hôn mà, không biết ta có cơ hội hay không? Các bạn học đều vô cùng chờ mong một hồi thực chiến khóa, dù sao có thể đạt được một vị chân chính ninja chỉ điểm đối sắp tham gia thi đại học mình là vô cùng trọng yếu. Từ khắp cả dương thành trường học đông đảo, cho nên cũng không phải là mỗi một trường học đều có ninja gánh nhâm lão sư theo tô bạch biết toàn bộ trường học của bọn họ chỉ có hiệu trưởng là một vị từng tại đất chết khu cùng ma thú chém giết trung nhẫn cái khác lão sư đều là xử lý văn chức hạ nhẫn rất ít đi qua đất chết bọn hắn chỉ phụ trách dạy các học sinh làm sao tinh luyện trát ra cùng tu luyện tam thân thuật cùng vị kia tại đất chết khu có can đảm cùng ma thú chém giết chữ lão sư trên lệch quá xa không biết ta lúc nào mới có thể đi đất chết cùng ma thú chân chính chiến đấu một lần tô bạch trong mắt lóe lên một vòng chờ mong ở kiếp trước tai nạn xe cộ sau cái kia mấy năm chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn bình thản sinh hoạt hắn đã sớm thụ đủ rồi, một mực đều phi thường hướng tới nhiệt huyết sôi trào kích thích trải nghiệm. Mà hôm qua tại trong phòng y vụ xem hết cái kia đối chiến thiết giác dê video về sau, trong lòng của hắn liền trông xuống một hạt giống, một viên muốn cùng ma thú đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu hạt giống. Vương Hải lại giảng một chút thực chiến trên lớp yếu lĩnh, đợi đến gần 8, 30 thời điểm, trường học trên bãi tập vang lên tập hợp tiếng chung. Đi thôi, chữ lão sư tới, đều ra ngoài tập hợp. Vương Hải vẫn đã sớm chờ không kịp chờ đợi học sinh đi ra ngoài. Tô Bạch đi theo đội ngũ đằng sau, hắn tại thực chiến trên lớp vị trí cùng chỗ ngồi của hắn, đều là tại cuối cùng. Không có cách, hắn mặc dù dáng người gầy gò, nhưng vóc dáng khoảng chừng 1m8, tại trong lớp ngoại trừ lâm hổ cái này, ngốc đại cá tử là thuộc hắn, thực chiến địa điểm ở trường học bên ngoài trên bãi tập, thao trường đại khái hai cái sân bóng lớn như vậy, không có bất kỳ cái gì thể dục thiết bị, chỉ là một mảnh đất trống. Bóng rổ, bóng đá, bóng bàn những này kiếp trước mỗi cái trường học đều có đồ vật nơi này đều không có, ngoại trừ cung cấp người rèn luyện chạy bộ thân thể chỉ còn lại thực chiến diễn luyện. Dù sao hiện tại thời đại khác biệt, những cái kia khuynh hướng giải trí tính rèn luyện hạng mục đều hủy bỏ. Toàn bộ Dương Thành nhất trung cấp 3 hết thảy 6 cái bang, mỗi cái bang đều có năm sáu học sinh làm vương hải lớp đi vào lúc trên bãi tập đã có hơn 200 người ở chỗ này mỗi một cái đồng học cùng lão sư ánh mắt đều tại một cái 25-26 tuổi người mặc rộng rãi võ phục trên cổ có một đạo như bị lợi trảo xé rách sau lưu lại vết sẹo trên thân nam nhân hắn chính là phụ trách giáo dương thành nhất trung cấp 3 thực chiến khóa lão sư trữ viễn trữ viễn ánh mắt lợi hại đảo qua ở đây tất cả học sinh phàm là cùng hắn dằn co học sinh nhau nhau cúi đầu xuống đều cảm thấy một cổ áp lực vô hình, bao quát tô bạch cũng không ngoài ý muốn. Quá mạnh, chỉ là nhìn ta một chút liền để ta sinh ra một chút sợ hãi, phản phất tại cùng một con hung thú đối mặt. Tô bạch tâm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, trữ viễn cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Cho dù hắn hiện tại đã đạt tới hạ nhẫn trắc ra yêu cầu thấp nhất, nhưng vẫn là ngăn không được trữ viễn trên người sát khí, hắn biết đây là cấm đầu tu luyện không đến khí thế, là chân chính ninja vương hải mặc dù cũng là hạ nhẫn nhưng hắn cùng trữ viễn khí thế kém xa căn bản cũng không phải là một cái phương diện nhân vật trữ viễn đi về phía trước hai bước con mắt nhắm lại ngữ khí băng lãnh vẫn quy củ củ chính các ngươi tìm đúng tay hai hai một tổ bắt đầu thực chiến có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta hắn làm việc gọn gàng mà linh hoạt không có một câu nói nhảm đi lên liền tiến vào chính đề các học sinh nghe xong tại các ban lão sư dẫn đầu dưới bắt đầu chia tổ rất nhanh, phân cốt tổ các học sinh bắt đầu đối chiến luận bàn. Trong lúc nhất thời trên bãi tập khắp nơi đều là phanh phanh, thanh âm cùng từng đoàn từng đoàn khói trắng. Đó là các học sinh tại phóng thích không quá thuần thuộc tam thân thuộc phát ra. Trữ viễn đứng tại một chỗ cao 2 mét trên đài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những học sinh này, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu. Trong lúc đó có học sinh hướng hắn thỉnh giáo, hắn đều nhất nhất kiên nhẫn hồi phục, đạt được chỉ điểm học sinh lập tức đại hỷ. Tô Bạch, tới đi, để ta nhìn ngươi tuần này có hay không tiến bộ. Ha ha, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Tô Bạch cùng Lâm Hổ cũng đang luận bàn. Lâm Hổ thân thể cường tráng, vóc dáng so Tô Bạch còn cao hơn một nửa, sớm nắm giữ tam thân thuật, chắc ra lượng cũng đạt tới 0.5 thẻ, trong trường học cũng coi như thiên tài. Làm hảo huynh đệ hai người trước kia thường xuyên luận bàn, hắn cũng rõ ràng Tô Bạch thực lực, cho nên đi lên chỉ dùng ba phần. Cẩn thận, lâm hổ khẽ quát một tiếng cô nắm đấm đối tô bạch ngực đánh tới nguyên bản tại tưởng tượng của hắn bên trong một quyền này tô bạch căn bản tránh không khỏi chỉ có thể bị ép nghênh đón nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là tô bạch đột nhiên từ trước mắt hắn biến mất tốc độ nhanh có chút không hợp thói thường làm sao lại tô bạch thực lực một cái mạnh nhiều như vậy lâm hổ cảm giác được phía sau có trận trận phong thanh truyền đến hai tay vội vàng kết ấn thuật thế thân phanh tô bạch nắm đấm đập vào một cái trên mặt cọc gỗ đây là trường học sớm vì các học sinh chuẩn bị xong tô bạch ngươi làm sao lập tức mạnh lên nhiều như vậy lâm hổ thanh âm mang theo kinh ngạc tại sau lưng của hắn truyền đến tô bạch quay người mỉm cười gần nhất tinh luyện trát ra tương đối thuận lợi xác thực mạnh không thiếu vậy ngươi bây giờ trát ra lượng bao nhiêu ít lâm hổ tò mò hỏi tô bạch lắc đầu mang tính lựa chọn che giấu không biết, ta còn không có đi khảo nghiệm qua. Mỗi một cái thành thành phố liên bang đều sắp đặt kiểm trắc trắc ra lượng dụng cụ, trong trí nhớ nguyên thân lần trước khảo thí còn là vừa vặn đề luyện ra trắc ra thời điểm, cái kia đã là hơn một tháng trước. Hơn một tháng thời gian, Tô Bạch chỉ nhắc tới luyện 0.03 thẻ trắc ra, có thể tưởng tượng hắn lúc đầu thiên phú là có bao nhiêu kém. Gặp quỷ, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, ta cảm thấy ngươi bây giờ trắc ra chắc chắn sẽ không so với ta thiếu lâm hổ gãi gãi đầu hơi kinh ngạc hắn bên trên một tuần cùng tô bạch lúc đối chiến còn vô cùng nhẹ nhõm kết quả bây giờ lại suýt nữa cắm đến trong tay đối phương ngay tại hai người nói chuyện lúc một cái thân thể cường tráng thân cao một m tám còn nhiều nam sinh đi tới lâm hổ lập tức cảnh giác ngăn tại tô bạch trước người vương cường ngươi muốn làm gì tô bạch ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a à, không nghĩ tới ngươi còn có như thế đảm lượng người tới chính là Vương Cường, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Hổ một chút, không để ý đến, không có hảo ý đánh giá Tô Bạch. Tô Bạch biết hắn nói là đùa giỡn, hạ tình tuyết sự tình, lật cái bạch nhãn không để ý tới hắn. Vương Cường thấy thế nhướng mày, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tô Bạch ngươi biết sao? Không nghe thấy ta đang tra hỏi ngươi? Không cần kêu, ta nghe được. Tô Bạch vất vất tay, giống như là tại đuổi rùi hắn bộ dạng này nhìn vương cường một trận nổi giận có thể a tô bạch tại nhất trung còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với ta nói đi ngươi muốn tại nằm bệnh viện mấy ngày vương cường siết quả đấm chậm rãi đi hướng hắn lâm hổ lập tức hét lớn một tiếng vương cường ngươi đừng làm loạn nơi này chính là trường học ha ha ta biết a à. vương cường đi đến tô bạch bên người ngoạn vị đạo Ta chỉ là muốn cùng Tô Bạch đồng học luận bàn một cái mà thôi, lão sư cũng không quản được. Hạ tình tuyết làm nhất trung nhân ký cao nhất nữ hài tử, Vương Cường đã sớm ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Mà phụ thân của hắn cũng phi thường ủng hộ hắn, dù sao hạ gia là lừng lẫy đại danh huyết kế gia tộc. Nếu như Vương Cường thật đem hạ tình tuyết đuổi tới tay vậy thì đồng nghĩa với là dựa vào bên trên hạ gia cây đại thụ này. Nhưng mà Vương Cường đuổi hạ tuyết tình thật lâu rồi một điểm tiến triển đều không có, kết quả tô bạch lại nửa đường giết ra đến trực tiếp đem hắn nữ thần nụ hôn đầu tiên cướp đi. Cái này khiến hắn biết được sau tại chỗ nổi trận lôi đình, muốn không phải là không muốn bị trường học trừ điểm ảnh hưởng thành tích khi tốt nghiệp trung học hắn đã sớm tìm đến tô bạch phiền toái, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Tô bạch liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tính là cái gì? Ngươi muốn cùng ta luận bàn ta nhất định phải đáp ứng. Cái gì? Ngươi muốn cự tuyệt. Vương Cường sửng sốt, thực chiến trên lớp cho tới bây giờ chưa từng xảy ra cự tuyệt sự tình dù sao trường học một mực đề xướng thượng võ tinh thần cự tuyệt đối phương khiêu chiến là sẽ bị người xem thường cho nên lấy trước kia chút bị hắn đánh đồng học tình nguyện thụ một trận khi dễ cũng không nguyện ý bị người xem thường dù sao tất cả mọi người là học sinh kinh lịch sự tình còn ít phi thường coi trọng mặt mũi nhưng tô bạch lại khác biệt trải qua xã hội đánh đập hắn đối mặt mũi loại kia không thể ăn không thể uống đồ vật căn bản vốn không để ý không sai ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi tô bạch không quan trọng nhúng nhúng vai đối lâm hổ nói ra chúng ta đi thôi gia hỏa này nhìn xem chướng mắt nói xong hắn xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng chuyện nơi đây sớm đã bị những bạn học khác phát hiện khi bọn hắn nghe được tô bạch cự tuyệt khiêu chiến sau đều sửng sốt gia hỏa này thật là mất mặt a à. đúng vậy a à, những người khác mặc dù không phải là đối thủ của vương cường nhưng tốt xấu còn có ứng chiến dũng khí, Tô Bạch lại dứt khoát như vậy cự tuyệt, thật sự là kỳ hoa. Tô Bạch cử động theo các bạn học là không thể lý giải, nhất là nam sinh, bọn hắn cảm thấy ngay trước các nữ sinh mặt nhận sợ là một kiện rất mất mặt sự tình. Vương Cường lập tức ế trụ, Tô Bạch nếu là không ứng chiến hắn cũng không có cách nào, lập tức nhìn xem Tô Bạch bóng lưng mắng. Thật là dạng gì cha mẹ liền nuôi ra dạng gì phế vật, ngay cả khiêu chiến đều không dám tiếp nhận đáng đời cha mẹ của ngươi cả một đời một tiền đồ nghèo bức. Tô Bạch bối cảnh cũng không phải là bí mật gì, hắn cùng đại bộ phận đồng học đều là sinh hoạt tại xóm nghèo. Mà Vương Cường cảm giác ưu việt này mười phần người tự nhiên chướng mắt hắn, lập tức đem trong lòng lời nói nói ra. Tô Bạch bước chân đột nhiên dừng lại, nắm đấm siết chặt, xoay người lại hít mắt nhìn xem Vương Cường. Nếu như Vương Cường chỉ là chỉ mình Tô Bạch căn bản sẽ không cùng hắn so đo, cái này hắn thấy đây quả thực là ngây thơ hành vi, Tài đa chấp nhặt với hắn. Nhưng bây giờ Vương Cường cũng dám nhục mắng cha mẹ của mình, thoáng một cái nâng lên Tô Bạch tức giận. Ngươi muốn cùng ta luận bàn. Ta đáp ứng ngươi. Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bất quá thân vì muốn tốt cho hắn huynh đệ lâm hổ lại đối Tô Bạch hiểu rất rõ, hắn biết mỗi làm huynh đệ mình hít mắt lúc. Vậy liền đại biểu hắn giận thật à? Dương Thành Nhất Trung, Thao Trường Trữ viễn lạnh lẽo đứng tại một chỗ trên đài cao, ánh mắt nhìn chăm chú lên toàn bộ cấp 3 học sinh, lắc đầu. Năm nay học sinh vẫn là trước sau như một kém cỏi, chỉ sợ chỉ có hạ gia cái tiểu nha đầu kia có thể thi đậu cửu châu học phủ A. Cửu châu học phủ làm cửu châu khu đẳng cấp cao nhất đại học, giáo viên lực lượng vô cùng hùng hậu, mỗi một vị học viên tại 4 năm đại học thời gian bên trong nhất định phải đạt tới trung những cấp bậc mới có thể xin tốt nghiệp, nếu không cửu châu học phủ đem không thừa nhận hắn, đây là cửu châu học phủ mấy vị người sáng lập tại sáng tạo trường học lúc quyết định thiết luật, bọn hắn hiện tại sớm liền thành hoa quốc tiến tâm lừng lẫy cường giả, đi liền là tinh phẩm, lộ tuyến. Bọn hắn thà rằng đem tất cả học viên khai trừ, cũng không cho phép trong trường học xuất hiện một cái phế vật. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể từ cửu châu học trong phủ hợp cách tốt nghiệp, như vậy sau khi ra ngoài chắc chắn là người trên người. Chính thức, tài việt, các loại ninja tiểu đội đều tại phong thưởng bên trong học viên đồng thời cửu châu học phủ cũng là trữ viễn tiết núi nhất địa phương. Năm đó giấc mộng của hắn liền là thi đậu cửu châu học phủ, vì người nhà cùng trường học cũ làm vẻ vang. Chỉ bất quá tiếc núi là thiên phú của hắn có hạn, vô cùng tiểu nhân trên lệch cùng cửu châu học phủ gặp thoáng qua, cuối cùng thi đậu một chỗ cũng là danh giáo đại học. Sau khi tốt nghiệp, trữ viễn dựa vào hơn người đảm phách cùng nghị lực kinh người, tại đất chết khu cùng ma thú chém giết không ngừng, rốt cục tại đông đảo người đồng lứa bên trong trổ hết tài năng, trở thành Dương Thành hạ những vòng tròn bên trong một tên có phần được người yêu mến cường giả. Tại Dương Thành nhất trung đối với hắn phát ra mời, muốn mời hắn làm thực chiến khóa lão sư về sau, trữ viễn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Cũng không phải là Dương Thành nhất trung cho hắn nhiều thiếu chỗ tốt. Hoàn toàn tương phản, chỉ điểm những học sinh này sẽ lãng phí trữ viễn thời gian. Hắn những năm này không phải điên cùng tu luyện liền là săn giết ma thú, mỗi một ngày hận không thể xem như hai ngày qua qua, chính là vì trở nên nổi bật. Nhưng là bây giờ hắn vẫn đứng ở nơi này. Chính là bởi vì Dương Thành Nhất Trung là hắn trường học cũ, mà hắn lại là một cái quê quán tình thâm người, hắn cũng muốn vì trường học cũ ngày mai thêm một phần khí lực. Trữ viễn ánh mắt thâm thúy, nhìn xem trên bãi tập rõ ràng muốn so những học sinh khác cường rất nhiều lần hạ tuyết tình âm thầm suy tư. Nhà đầu này thi đậu cửu châu học phủ là chuyện đương nhiên sự tình, nàng tài nguyên tu luyện vượt xa khỏi người bình thường, có thành tựu như vậy không ngoài ý muốn. Hạ gia làm dương thành căn cứ thành phố lừng lẫy nổi danh huyết kế đại tộc, trong tộc cường giả như mây, tài nguyên tu luyện vô số, chỉ là bên ngoài bộc lộ ra thượng nhẫn ninh gia cường giả liền có ba vị. Mà hạ tuyết tình lại là hạ gia hòn ngọc quý trên tay, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Cho nên nàng thi đậu cửu châu học phủ những người khác sẽ không cảm thấy đây là dương thành nhất trung giáo dục tốt công lao, mà là nàng lúc đầu liền hẳn là dạng này những học sinh khác kém nhiều lắm vậy mà không có một cái nào có thể làm cho ta nhìn trúng mắt năm nay dương thành nhất trung chỉ sợ lại phải luân vì trường học khác chơi cười a à. trữ viễn thở dài năm năm trước cũng chính là hắn một lần kia dương thành nhất trung trọn vẹn ra ba một thiên tài trong đó có hắn ngoại trừ chính hắn lệch một ly không có thi đậu cửu châu học phủ bên ngoài còn lại cái kia hai cái cùng thời kỳ thiên tài đều thi đậu bốn năm trước hắn đã sớm xem trọng một vị niên đệ cũng chuyện đương nhiên thi đậu cửu châu học phủ vì một năm kia dương thành nhất trung bảo vệ sau cùng mặt mũi nhưng từ khi ba năm trước đây bắt đầu dương thành nhất trung liền một giới không bằng một giới thậm chí ngay cả cái ra dáng thiên tài đều chưa từng sinh ra thì càng đừng đề cập thi cửu châu học phủ cái này khiến hắn cái này quê quán tình thâm đối trường học cũ vô cùng xem trọng người yên lặng thở dài tại trữ viễn suy tư xa tung bay lúc Vương Hải cùng cái khác năm cái ban chủ nhiệm lớp đi tới. Chữ lão sư trong lúc cấp bách còn có thể nhín chút thời gian đến chỉ điểm những học sinh này, thật sự là vinh hạnh của bọn hắn. Cũng không phải, hôm qua ta còn nghe nói chữ lão sư ninh tiểu đội săn giết một cái C cấp ma thú tuyết sư, vốn cho rằng hôm nay hắn sẽ chỉnh đốn điều trị, không nghĩ tới chữ lão sư vậy mà tới. Ha ha, người nào không biết chữ lão sư đối chúng ta dương thành nhất trung tình cảm, không có gì ngoài vương hải bên ngoài cái khác năm vị lão sư đều đúng trữ viễn rất khách khí trong giọng nói lộ ra nịnh bợ chi ý trữ viễn cũng cười cùng bọn hắn nhất nhất gật đầu cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía vương hải cung kính thi lễ một cái lão sư ân ừ. vương hải thản nhiên nhận lấy cũng không có những người khác đối trữ viễn lấy lòng chi ý đó cũng không phải hắn ỷ vào tuổi tác khinh thường mà là trữ viễn năm đó đúng là hắn môn sinh đắc ý Vương Hải ánh mắt quét mắt một vòng trên bãi tập ngay cả tam thân thuật đều sử dụng không thuần thuộc học sinh, cuối cùng đối trữ viễn thở dài một tiếng, ai, ta thật kỷ niệm năm đó các ngươi một lần kia a Lão sư, ngươi không cần nản chí, thi đại học còn có mấy ngày, nói không chừng cái nào học đệ học mùi liền lại đột nhiên bộc phát, thi ra một cái thành tích tốt. Trữ viễn gặp ân sư thở dài, miệng không đúng tâm tan ủi một câu. Đột nhiên bộc phát. Ha ha, câu nói này chính ngươi tin sao? Trữ viễn trầm mặt. Xác thực, hắn nói nghe được lời này mình đều không tin. Cái khác năm vị lão sư thấy thế ánh mắt cũng là tối sầm lại, bọn hắn đồng dạng có chút ủ rũ, nhớ tới năm đó dương thành nhất trung phong quan thời điểm. Lúc này, một vị mắt sắc lão sư thấy được đang cùng vương cường đối chiến tô bạch, tháng phục một tiếng. a à, lão vương, cái kia không phải là các ngươi ban tô bạch sao? Hắn lúc nào lợi hại như vậy? 7. Những người khác nghe xong lập tức tìm ánh mắt của hắn nhìn lại. Đám người chỉ gặp Tô Bạch đối mặt Vương Cường lăng lệ công kích có đầu không loạn phòng thủ, thỉnh thoảng sử dụng tam thân thuật đánh trả. Vương Hải con ngươi chợt co rụt lại, tiểu tử này. Lúc này Tô Bạch cùng Vương Cường chiến thành một đoàn, hai người trong lúc nhất thời ngươi công ta phòng lẫn nhau chuyển đổi, tương xứng. Đáng giận, trước ngươi rõ ràng là cái học sinh kém, làm sao lại cùng ta đánh thành dạng này? vương cường hiện lên tô bạch lăng lệ một quyền về sau kéo dài khoảng cách tô bạch thực lực để hắn kinh hãi tô bạch bình thản nhìn xem hắn không nói gì hai tay kết ấn phân thân thuật phanh phanh hai đoàn khói trắng xuất hiện lập tức giữa sân xuất hiện ba cái tô bạch cái gì hắn phân thân thuật thế mà có thể phân ra hai cái phân thân tô bạch lúc nào trở nên mạnh như vậy lúc trước hắn không phải còn không có nắm giữ phân thân thuật sao? Ai biết? Tiểu tử này vô thanh vô tức nắm giữ phân thân thuật, không nói, ta nhìn hắn trát ra lượng cũng không thể so với vương cường thiếu. Hai cái phân thân A. Hơn nữa còn nhìn không ra bất kỳ thiếu hụt, cái này đã vượt qua thi đại học yêu cầu nhiều lắm A. Đã sớm chú ý nơi này các bạn học nhau nhau kinh ngạc, trong đó có hạ tình tuyết. Hạ tình tuyết thân mặc đồ trắng tu thân võ đạo phục, dáng người nổi bật, sau đầu treo một đầu biếm tóc đuôi ngựa, nàng lúc này đang lường đôi mắt đẹp nhìn xem tô bạch, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Tô bạch hắn. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ngày bình thường hai người mặc dù không tính là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, nhưng tô bạch cũng là nàng duy nhất nguyện ý tiếp xúc khác phái, nàng đối tô bạch thực lực tự nhiên rất rõ ràng. Hạ tình tuyết đã từng còn nghĩ qua, nếu như tô bạch không có thể thi lên đại học, mình liền cho hắn một cái xê cấp nhẫn thuật, để hắn không đến mức luôn là người bình thường. Nhưng là bây giờ, Hạ Tình Tuyết yên lặng lấy chính mình cùng trên sân Tô Bạch so sánh dưới. Cuối cùng nàng phát phát hiện mình cũng chỉ là tại trắc ra bên trên so Tô Bạch nhiều một ít thôi, tam thân thuộc nắm giữ Tô Bạch đã đuổi kịp mình. Lời như vậy, chẳng phải là nói Tô Bạch cũng có thể lên đại học. Nữ hài nhìn xem trên sân cái kia đạo dáng người thẳng tắp, mặt mũi lãnh khóc thân ảnh, khóe miệng bất tri bất giác khơi gợi lên một vòng động lòng người ý cười trong lúc nhất thời trăm hoa thất sắc không có khả năng tuyệt đối không khả năng ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy trên sân vương cường khuôn mặt vặn vẹo tô bạch triển lộ ra cùng hắn tương xứng thực lực để hắn đã mất đi tỉnh táo ba cái tô bạch lạnh lùng nhìn xem hắn đồng thời mở miệng không có cái gì không có khả năng vì miệng của ngươi tiện trả giá đắt a à. nói xong hai đạo phân thân cùng tô bạch bản thể cùng nhau phóng tới vương cường trong lúc nhất thời để hắn không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả phanh vương cường một quyền đánh đổ một cái phân thân nhưng mà lại hóa thành một đoàn khói trắng biến mất không phải cái này hắn vội vàng trở lại một cước đá ra lại đá bể một cái phân thân cũng không phải cái này xong tránh không thoát tại hắn lực cũ chưa hết lực mới không phát lúc Tô Bạch nắm đấm lấy một cái xảo trá Kaku du trùng điệp đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Oanh! Vương Cường bị Tô Bạch một quyền đánh ra 5-6 mét, hung hăng ném xuống đất, miệng phun máu tươi. Tô Bạch chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi phế vật như vậy có tư cách gì xem thường cha mẹ của ta. Khục! Vương Cường che ngực, trùng điệp ho ra một ngụm đại máu, không cam lòng nhìn xem Tô Bạch. Tô Bạch một miếng nước bọt thoá tại ngã trên mặt đất vương cường bên người, khinh thường mắng một tiếng, rác rưởi xoay người rời đi. Đáng giận. Đáng giận. Vương cường nắm đấm dùng sức nện đất, Tô Bạch cuối cùng cái kia xem thường ánh mắt hung hăng làm nhục hắn. Vương lão sư, học sinh của ngươi quá phận đi. Một vị mặt chữ quốc trung niên nhân sắc mặt bất thiện nhìn xem Vương Hải. Hắn chính là Dương Thành nhất trung lớp 12 hai ban chủ nhiệm lớp, Vương Cường lão sư. Tô Bạch cùng Vương Cường mâu thuẫn người nơi này không biết, nhưng Tô Bạch cuối cùng cái kia giết người tru tâm nâng động đến bọn hắn xác thực nhìn thấy. Giữa bạn học chung lớp đối chiến vốn là vì mạnh lên mà không phải gây mâu thuẫn, Tô Bạch cử động như vậy theo bọn hắn nghĩ quả thật có chút quá mức. Vương Hải nhướng mày, mở miệng nói ra, tiểu tử này ta rõ ràng, hắn không phải là người như thế, trong này khẳng định có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân. Làm dạy bảo Tô Bạch 3 năm chủ nhiệm lớp vương hải thật sâu minh bạch tô bạch tính tình nói dễ nghe một điểm là và đối xử tử tế người nhưng nói khó nghe liền là có chút mềm yếu hôm nay loại sự tình này trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra vương cường chủ nhiệm lớp còn muốn nói điều gì lại bị trữ viễn đánh gãy lão sư nói không sai vị này tô bạch niên đệ đã hạ thủ lưu tình a à, nói thế nào vương hải kinh ngạc hỏi Hai người đối chiến bọn hắn cũng coi như nhìn từ đầu tới đuôi, bất quá trong mắt bọn hắn Tô Bạch cùng Vương Cường thực lực sai biệt cũng không lớn, chưa nói tới thủ hạ lưu tình. Trữ Viễn cười cười, nói, lão sư, ta thường xuyên tại đất chết khu cùng ma thú chém giết, cho nên tại cảm giác lực phương diện này so với các ngươi muốn cốt một chút, ta có thể cảm giác được Tô Bạch cũng không có sự xuất toàn lực, hắn chân chính chắc ra muốn so bày ra còn nhiều hơn. Đối với tại đất chết cùng ma thú chém giết ninja tới nói, cảm giác lực là thiết yếu, không phải bị ma thú đánh lén vậy liền chết không rõ ràng. Mà trữ viễn chính là am hiểu cảm giác ninja, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tô bạch thực lực chân chính. Mà hắn cũng xác thực không có nói sai, tô bạch xác thực chỉ dùng hơn phân nửa trác ra, hắn không bại lộ toàn bộ thực lực liền là không muốn gây nên những người khác hoài nghi. Bất quá tô bạch không nghĩ tới là thực lực của mình đã bị trữ viễn phát hiện. Vương Hải cùng cái khác năm cái ban chủ nhiệm lớp nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn. Tô Bạch còn không dùng toàn lực Vương Cường liền ngã xuống. 7. Vương Cường thế nhưng là trường học công nhận thiên tài A, sớm nắm giữ tam thân thuật không nói, liền ngay cả trắc ra đều tinh luyện đến 0.7 thẻ. Nếu như ngay cả dạng này Vương Cường cũng không thể để Tô Bạch biểu hiện ra thực lực chân chính lời nói, đây chẳng phải là nói Tô Bạch trắc ra đã đạt tới hạ những tiêu chuẩn dương thành nhất trung lại ra một cái không thua gì trữ viễn năm đó một lần kia thiên tài nghĩ tới đây trong mắt mọi người lóe ánh mắt hưng phấn lúc này liền ngay cả vương cường chủ nhiệm lớp cũng không có truy cứu tô bạch quá phận cử động ý tứ thật sự là tô bạch để bọn hắn quá khiếp sợ hiện tại liên bang phi thường hiện thực một trường học muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nhất định phải cho xã hội giao một phần hài lòng bài thi nếu như một trường học giáo dục trình độ một mực không cao như vậy liên bang liền sẽ cắt giảm trường này tài nguyên. Cái này cũng liền đưa đến cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu tuần hoàn ác tính. Mà trường học tài nguyên nhiều, các lão sư đãi ngộ mới có thể đề cao, các lão sư cũng là niêm gia, bọn hắn cũng muốn tu luyện. Dương Thành Nhất Trung đã liên tục suy yếu lâu ngày 3 năm. 3 năm này không chỉ có trường học không ánh sáng, liền ngay cả bọn hắn những này làm lão sư cũng không ngóc đầu lên được, luôn cảm giác mình kém trường học khác các lão sư một bậc. Vì thế mỗi khi bọn hắn ra ngoài tụ hội lúc, những người đồng hành cuối cùng sẽ chế dễu bọn hắn đem một tay bài tốt đánh nát như, dù sao ba, bốn năm trước dương thành nhất trung thế nhưng là phong quan vô hạn A. À. Trữ Viễn, ngươi nhìn tô bạch nhưng có một thể trác ra. Vương Hải có chút kích động hỏi. Trữ Viễn hơi suy nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu. Cái gì? Thật đạt tới hạ những trình độ. Sáu người nhìn nhau một cái, trong lòng lập tức đại hỷ bọn hắn biết dương thành nhất trung năm nay phải lớn xoay người lão thiên gia của ta huynh đệ ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy lâm hổ quơ đầu to đi đến tô bạch bên người há to miệng tô bạch mỉm cười những ngày này dùng sức quá mạnh không cẩn thận cứ như vậy lâm hổ dùng sức quá mạnh còn có thể dạng này mình cái này huynh đệ bình thường nhìn như điệu thấp không nghĩ tới là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a ngay tại hắn còn muốn nói điều gì lúc một bóng người xinh đẹp hướng về bên này đi tới bạn học chung quanh nhóm nhao nhao để mở con đường là hạ tuyết tình nàng cũng bị tô bạch hút đưa tới sao đáng giận nguyên bản nàng liền đối tô bạch có hảo cảm lần này xong đời ta cảm thấy hạ tình tuyết muốn luân hãm không đến mức a tô bạch mạnh hơn cũng bất quá là một gia đình bình dân hài tử làm sao lại để hạ tuyết tình luân hãm anh em cái này ngươi không biết đâu. Càng như vậy điếu ti mới càng hấp dẫn nữ thần A, ngươi một đọc tiểu thuyết bên trong đều như thế viết A. vây ở chỗ này các bạn học nhau nhau nghị luận, ánh mắt toàn đều nhìn đi tới bóng hình xinh đẹp. Hạ tuyết tình đi tới sau không nói gì, chỉ là cười khanh khách nhìn xem tô bạch. Lâm hổ có chút câu nệ, nhưng qua một bên, hắn đối mặt hạ tình tuyết loại này ưu tú nữ sinh vẫn rất có áp lực. Hạ tình tuyết vô luận là gia thế vẫn là thực lực bản thân đều ưu tú đến để trong lớp nam đồng học đề không nổi truy dũng khí của nàng. Tô Bạch yên lặng cùng nữ hài nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là hạ tuyết tình nhoẻn miệng cười. Tô Bạch, chúc mừng ngươi. Tạ ơn. Tô Bạch cười gật đầu, rất là tùy ý. Phản phất hai người không phải giàu nghèo chênh lệch quá lớn hai loại người mà là bằng hữu nhiều năm. Hạ tuyết tình đôi mắt đẹp nhìn xem bình tĩnh Tô Bạch trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười. Tô Bạch cho nàng cảm giác thật thoải mái, cũng không có những nam sinh khác như thế lấy lòng mình, hay là giống một cái đáng ghét con ruồi cuốn lấy nàng, để nàng sinh lòng phiền chán. Tô Bạch phản phất nắm chắc khoảng cách này, khoảng cách nàng không phải là rất gần, nhưng lại không xa lánh mình, tựa như bằng hữu chân chính. Hạ tuyết tình trâu trâu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, nhẹ giọng hỏi, Tô Bạch ngươi định thi cái nào một trường đại học? Hiện tại Tô Bạch thực lực đã đủ để cho hắn chọn lựa đại học mà không phải đại học chọn lựa hắn. Cái nào một chỗ? Tô Bạch lông mày nhướng lên, đương nhiên là Cửu Châu học phủ, bên trên liền muốn bên trên tốt nhất. Ngữ khí của hắn rất tự tin, trong mắt lóe hào quang sáng tỏ, nói nghiêm túc. Hạ Tình Tuyết bị Tô Bạch loại này tự tin thật sâu hấp dẫn một cái, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Bất quá sau khi lấy lại tinh thần nàng nghịch ngợm cười một tiếng ngươi cho rằng cửu châu học phủ dễ dàng như vậy tiếng nha. Khảo hạch thế nhưng là rất nghiêm khắc a. À. Nàng cũng không biết vì cái gì, mình tại đối mặt Tô Bạch lúc cuối cùng sẽ cảm giác khó hiểu đến dễ chịu, bất tri bất giác muốn cùng hắn đấu võ mồm. Trên bãi tập những nam sinh khác nhìn xem một màn này nhao nhao ghen ghét, bọn hắn chưa từng có gặp hạ tình tuyết lộ ra qua loại thần thái này. Tô Bạch nhìn trước mắt hồn nhiên nữ hài ngây ngẩn cả người, hiện tại hạ tuyết tình càng ngày càng cùng kiếp trước cái kia bóng hình xinh đẹp trùng điệp, để hắn có một loại muốn đem nữ hài ôm vào trong ngực xúc động. Bất quá hắn sẽ không lại phạm loại này, sai lầm, nếu như mình ngay trước nhiều người như vậy lại đùa giỡn một lần hạ tình tuyết lời nói. Chỉ sợ thật sẽ bị nàng đánh chết. Ngay tại hai người ta chê cười ở giữa, một cái lớp bên cạnh nam sinh đi tới, đối tô bạch tức giận nói, đừng tán gẫu lão sư bảo ngươi. Gọi ta, tô bạch đem ánh mắt nhìn về phía xa xa vương hải vương hải lập tức cười vẫy vẫy tay ra hiệu chính mình đi qua tình tuyết ta đi trước đối nữ hài lộ ra một cái ấy náy mỉm cười tô bạch lập tức đi hướng vương hải hạ tuyết tình gật gật đầu tại tô bạch sau khi rời đi nàng cũng trở về các nữ sinh địa phương ai tảng đi đi tảng đi đi nữ thần đều đi còn tụ ở chỗ này làm gì lâm hổ nhếch miệng cười một tiếng đối vây xem đồng học nói ra vây xem các nam sinh mang theo đối tô bạch ghen ghét hậm hực rời đi lão sư tô bạch đi đến vương hải bên người cung kính kêu một tiếng vương hải gật gật đầu trầm giọng nói đi theo ta nói xong hắn mang theo tô bạch dốc lòng cầu học trường học đi đến tô bạch lúc này mới phát hiện chữ lão sư không biết lúc nào đã rời đi lúc đầu hắn còn muốn hỏi mấy cái tinh luyện trát ra vấn đề đâu không nghĩ tới người ta đã đi Tại cái khác năm vị chủ nhiệm lớp ánh mắt hâm mộ bên trong, Tô Bạch đi theo Vương Hải đi. "Lão sư, ngài muốn mang ta đi đâu?" Về tới trường học, lúc này cái khác niên cấp đang dạy, trong sân trường chỉ có Tô Bạch cùng Vương Hải hai người. Vương Hải nhìn hắn một cái, thần bí nói, "Phòng làm việc của hiệu trưởng." "Phòng làm việc của hiệu trưởng." Tô Bạch nghe xong không hiểu ra sao, làm sao dính dáng đến hiệu trưởng? chẳng lẽ là mình bại lộ quá nhiều thực lực đưa tới lão sư hoài nghi không nên a à, mình cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thực lực chỉ là mạnh hơn vương cường một điểm mà thôi a à. liền xem như đột nhiên mạnh lên trường học cũng không nên như thế chú ý chính mình mới đúng không chẳng lẽ tô bạch nghĩ đến một cái khả năng lập tức hắn có chút long đông mà hỏi lão sư có phải hay không tình tuyết người nhà đến cáo trạng vương hải nghe xong sửng sốt một chút sau đó cười mắng Tiểu tử ngươi đang loạn tưởng cái gì? Người của Hạ gia nếu là thật muốn chấp nhặt với ngươi lời nói ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta. Vương Hải rõ ràng, Tô Bạch trong trường học đùa giỡn Hạ Tình Tuyết sự tình Hạ gia tuyệt đối không phải không biết, nhưng đến bây giờ Hạ gia không có bất kỳ cái gì phản ứng vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Hạ gia rộng lượng, khinh thường tại cùng Tô Bạch cái này tiểu tử nghèo chấp nhặt, bất quá Vương Hải cảm thấy khả năng này không lớn dù sao tự mình nữ nhi bị đùa dẫn cái nào làm phụ mẫu có thể tùy tiện bỏ qua hai liền là hạ tuyết tình ngăn cản người nhà của nàng vương hải cho là nên là như thế này ha ha cái kia ngược lại là tô bạch ngượng ngùng cười một tiếng cũng có chút may mắn mình vừa xuyên qua đến làm chuyện ngu xuẩn không thua gì là nhổ răng cọp rất nhanh vương hải mang theo hắn đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng lúc này trong văn phòng có hai người một cái là tại trên bãi tập trời đi trữ viễn, một cái khác liền là Dương Thành nhất trung hiệu trưởng, từng tại đất chết khu ma thú chém giết trung nhẫn cường giả, toàn trường tất cả học sinh thần tượng trong lòng, ngư quân. Hiệu trưởng, người mang đến. Vừa vào nhà, Vương Hải cung kính cùng ngư quân lên tiếng chào. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong trí nhớ vị kia tóc hoa râm, đã hơn 70 tuổi hiệu trưởng Đại Mã Kim Đao ngồi trên ghế, một thân sát khí so trữ viễn còn kinh người hơn ha ha tốt 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 các ngươi hai cái ngồi xuống đi ngư quân cởi mở cười một tiếng trung khí mười phần nhìn ra được thân thể rất tốt là hiệu trưởng vương hải cùng tô bạch cung kính thi lễ một cái mình tìm một chỗ ngồi xuống ngư quân quan sát tỉ mỉ tô bạch một phen cuối cùng yên lặng gật đầu xem ra chữ tiểu tử nói không sai ta dương thành nhất trung năm nay muốn xoay người thân là đã từng có can đảm cùng ma thú chém giết trung nhẫn cường giả Ngư quân mặc dù bởi vì thương bệnh nhiều năm chưa đi qua đất chết khu. Nhưng hắn đã từng ánh mắt còn tại A. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tô bạch thực lực chân chính, thậm chí so trữ viễn nhìn còn thấu triệt. Ngư quân ngón tay trên bàn gõ gõ, nghĩ một lát từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ lớn chừng bàn tay tờ giấy màu trắng, ra hiệu tô bạch đón lấy. Đây là... Trát ra giấy. Tô Bạch lập tức đứng dậy cung kính tiếp nhận ngư quân trong tay giấy, chính là tại trong nguyên tác cũng có trắc ra giấy thử. Thứ này hắn biết, có thể kiểm trắc ninja trắc ra thuộc tính. Mỗi một vị ninja đều có trắc ra thuộc tính, có khả năng có một loại có hai loại, thậm chí còn có năm thuộc tính toàn bộ chiếm cứ thiên tài. Trắc ra thuộc tính đối ninja tới nói phi thường trọng yếu, lệ như hỏa độn, nhẫn thuật, nếu như ninja không có hỏa thuộc tính như vậy tu luyện, hỏa độn, nhẫn thuật liền sẽ rất chậm, thậm chí nắm giữ không được. Tại trong nguyên tác, hạ nhẫn cùng trung nhẫn chỉ có một loại thuộc tính, chỉ có đến thượng nhẫn niên gia về sau mới bắt đầu tu luyện thứ hai loại. Bất quá Tô Bạch căn cứ nhớ được biết cái thế giới này cùng nguyên tắc khác biệt, trung nhẫn liền bắt đầu tu luyện thứ hai loại trác ra thuộc tính, hắn hoài nghi đây là cái thế giới này niên gia có trác ra phổ biến đều tương đối khổng lồ nguyên nhân. Đúng, liền là trác ra giấy. Ngư quân bắp thịt trên mặt đường cong rất cứng, cho dù là cười cũng cho Tô Bạch một loại áp lực vô hình, theo lý thuyết khảo thí trác ra thuộc tính là ngươi tại đại học quá trình Bất quá tiểu tử ngươi đưa tới lão phu hiếu kỳ Cho nên ta muốn nhìn xem ngươi là cái gì thuộc tính ninja Nói như vậy liên bang giáo dục bắt buộc chỉ phụ trách dạy các học sinh tinh luyện trác ra cùng tu luyện tam thân thuật Khảo thí thuộc tính thì không ở tại bên trong Bất quá tô bạch thiên phú quá, nghịch thiên Cái này khiến ngư quân dân lên lòng yêu tài Muốn để hắn sớm tiếp xúc những vật này Tô bạch kinh ngạc nhìn trong tay trác ra giấy hắn biết thứ này rất trân quý một trương liền muốn bán được mấy chục ngàn đồng liên bang bất quá bây giờ hiệu trưởng chủ động cho mình cơ hội vậy hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn cũng đối thuộc tính của mình rất ngạc nhiên a à? nhất là thêm điểm hệ thống giới trên mặt bảy thuộc tính hắn hoài nghi mình có phải hay không cùng trong nguyên tắc ninja thủy tổ kaguya là có được toàn thuộc tính ninja nếu quả như thật là như thế vậy mình sau này tiền đồ đem bất khả hạn lượng có lẽ cũng có thể tu luyện ra trong nguyên tắc mạnh nhất huyết kế huyết kế thu nạp đã nhận ra cái kia tiểu tử ngươi biết nói sao sử dụng a à? ngư quân hỏi tô bạch gật gật đầu khảo nghiệm phương pháp rất đơn giản chỉ cần đem trác ra đưa vào trác ra trong giấy là được Trác ra giấy có thể khảo thí ra ninja trong thân thể phong hỏa thổ nước lôi ngũ loại thuộc tính về phần âm dương thuộc tính thì là khảo thí không ra những vật này tại trên mạng vừa tìm liền có thể lục soát mỗi một cái học sinh đều biết nếu như niên gia thuộc tính là phong như vậy giấy sẽ từ giữa đó bổ ra chia hai nửa là lửa lời nói trát ra giấy thử liền sẽ bị nhen lửa là lôi chỉ lại biến thành dúng gió một đoàn là thủy thuộc tính giấy liền sẽ ướt đẫm là thổ lời nói như vậy giấy liền sẽ nát ngư quân gật đầu biết liền tốt bắt đầu đi là hiệu trưởng tô bạch ứng thanh hít sâu một hơi đem mình trát ra chậm rãi rót vào trát ra trong giấy ta sẽ là cái gì thuộc tính đâu là cùng phổ thông niên gia chỉ có một hai loại vẫn là hệ thống bản bên trên cái kia bảy thuộc tính toàn bộ đều có hắn có chút khẩn trương đây là quyết định chính mình vận mệnh thời khắc nếu như mình chỉ là một loại hoặc là hai loại thuộc tính mặc dù cũng có thể bằng vào hệ thống cùng song ca môi trở thành cường giả nhưng chung quy là không như máu kế lưới la cường đại vương hải cùng trữ viễn cũng chăm chú nhìn tô bạch Hai người bọn họ đối trái này, thiên tài, thuộc tính cũng có rất lớn lòng hiếu kỳ Ông ông Theo tô bạch rót đi vào trác ra, trác ra giấy thử bắt đầu phát sinh biến hóa Trác ra giấy một góc trước hơi hơi ướt ác, theo sát lấy đột nhiên vỡ vụn ra, biến thành giấy mảnh Đây là Khí hậu song thuộc tính Ba người con ngươi co rụt lại, tô bạch thiên phú ngoài dự liệu của bọn hắn Tuy nói tô bạch hiện tại trác ra lượng để bọn hắn có chút ngoài ý muốn Bất quá cái kia cũng chỉ là xét thấy lúc trước hắn bình thường biểu hiện mà thôi. Hắn thiên phú như vậy cũng liền tại lần này xem như ưu tú. Nếu như phóng tới 5 năm trước Dương Thành nhất Trung Tô Bạch thậm chí ngay cả trữ Viễn Thiên Phú cũng không bằng. Nhưng bây giờ Tô Bạch đo ra xong thuộc tính thiên phú nhưng lại làm cho bọn họ thật ngoài ý muốn. Kỳ quái, theo lý thuyết xong thuộc tính thiên phú học sinh không nên chỉ có điểm ấy rắc ra lượng a. Tựa như hiệu trưởng Tô Bạch trước đó tinh luyện trác ra tốc độ có chút quá chậm, cùng thiên phú của hắn phi thường không đáp, phải biết trữ viễn năm đó tuy là đơn thuộc tính thiên phú nhưng còn xa so Tô Bạch hiện tại trác ra lượng muốn bao nhiêu A. À? Ngư quân hơi nghi hoặc một chút, vương hải đồng dạng cũng là. Bọn hắn không phải sợ hải tháng phục Tô Bạch thiên phú cao bao nhiêu, ngược lại là nghi hoặc hắn vì cái gì trước đó tinh luyện trác ra chậm như vậy. Nguyên nhân này chỉ có Tô Bạch mình biết rồi. Lúc này trước mắt hắn thổi qua rất nhiều hệ thống nhắc nhở, dọa đến hắn vội vàng bên trong gãy mất rác ra đưa vào. Ngươi mở ra thủy thuộc tính. Ngươi mở ra thổ thuộc tính. Ngươi mở ra hỏa thuộc tính. Ngươi mở ra phong thuộc tính. Ngươi mở ra lôi thuộc tính. Lúc này hệ thống tựa như tựa như phát điên một đầu tiếp lấy một đầu nhắc nhở xuất hiện tại Tô Bạch trước mắt. Không thể lại đưa vào rác ra, không phải liền bại lộ. Tô Bạch lòng còn sợ hãi. May mắn hắn gián đoạn trác ra đưa vào cắt đứt sớm, không phải trương này trác ra giấy thử bên trên liền cho thấy năm thuộc tính. Năm thuộc tính ninja hắn đều chưa nghe nói qua, hắn không biết thiên phú như vậy bạo lộ ra là tốt là xấu, cho nên hắn lựa chọn tạm thời giấu giếm. Bất quá khi hắn nhìn xem trong đầu bản lúc lại hơi nghi hoặc một chút. Chủ ký sinh, Tô Bạch. Thuật thế thân, level 1, 114 trên 200. Phân thân thuật, level 1, 116 trên 200. Biến thân thuật, level 1, 110 trên 200. Huyết kế giới hạn, Mangekyo Sharingan, Kamui, chưa mở ra. Trác ra lượng, 104, thẻ. Thổ thuộc tính, level 0, 1 trên 100. Thủy thuộc tính, level 0, 1 trên 100. Phong thuộc tính, level 0, 1 trên 100. Hỏa thuộc tính, level 0, 1 trên 100. Lôi thuộc tính, level 0, 1 trên 100 âm thuộc tính, level 0, không trên 100. Dương thuộc tính, level 0, không trên 100. Trước mắt có thể dùng điểm thuộc tính, không, mỗi ngày không điểm gia tăng một cái. Nhiệm vụ trước mặt, đem tổng hợp đánh giá tăng lên đến hạ nhẫn, nhiệm vụ ban thưởng có thể dùng điểm thuộc tính năm. Tổng hợp đánh giá, ninja học đồ. Vì cái gì âm thuộc tính cùng dương thuộc tính không có mở ra? Hiện tại xem ra chỉ cần là hệ thống giới trên mặt có thuộc tính ta hẳn là đều có thể mở ra, thế nhưng là cái kia hai loại mấu chốt thuộc tính là cái gì? Âm thuộc tính đơn giản nhất ngay thẳng tới nói chính là có thể gia tăng ninja tinh thần lực, tại trong nguyên tắc điển hình nhất liền là Sharingan, nó liền là thuộc về âm thuộc tính một loại. Mà dương thuộc tính có thể gia tăng ninja thân thể cơ năng, tỉ như trát ra tốc độ khôi phục, trát ra lượng lớn nhỏ, tại trong nguyên tắc điển hình nhất liền là đệ nhất Hokage tiên nhân thể. Cơ hồ ủng có vô hạn trát ra biến thái. Chẳng lẽ là cần một cơ hội. Tựa như trát ra giấy mở ra năm cái thông thường thuộc tính dạng này. Với lại ta tam thân thuộc điểm kinh nghiệm đều tăng lên, là trong đối chiến làm dùng đến nguyên nhân. Câu bạch suy nghĩ một chút vẫn là không nghĩ thông, bất quá bây giờ dung không được hắn muốn những chuyện này, hắn muốn trước đêm trước mắt ứng phó. Chỉ gặp trữ viễn đứng người lên, bám vào chính đang nghi ngờ ngư quân bên ta nhỏ giọng nói ra hiệu trưởng ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì hiện tại trọng yếu nhất chính là để tô bạch tăng thực lực lên thi ra một cái thành tích tốt vì trường học làm vẻ vang mới là đúng đúng ta già nên hồ đồ rồi vẫn là các ngươi người trẻ tuổi nhìn thoáng được a à. ngư quân cười ha ha một tiếng sau đó nhìn về phía tô bạch tô bạch a lần này học sinh ngoại trừ hạ gia tiểu nha đầu không tính hiện tại chúng ta coi trọng nhất liền là ngươi lần này thi đại học ngươi có chắc chắn hay không thi một cái thành tích tốt đương nhiên tô bạch dùng sức chút đầu trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin mục tiêu của ta liền là cửu châu học phủ với lại ta tin tưởng ta nhất định có thể thi đậu tốt quả nhiên là người trẻ tuổi có bốc đồng ngư quân một bàn tay đập vào trên bàn làm việc của hắn gỗ thật chế thành cái bàn chấn động đến run rẩy dữ dội hắn bị tô bạch tự tin khí thế lây nhiễm bất quá hắn lời nói xoay chuyển nghiêm túc nói đã ngươi đã quyết định ghi danh cửu châu học phủ, như vậy lão phu liền sớm nói cho ngươi nên chuẩn bị thứ gì. Mời hiệu trưởng bảo cho biết. Tô Bạch lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc lắng nghe. Cửu châu học phủ khảo hạch mặc dù không phải bí mật, nhưng cũng không phải hắn dạng này học sinh bình thường có thể tiếp xúc đến. Ngư quân chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Cửu châu học phủ làm cho chúng ta cửu châu khu đẳng cấp cao nhất đại học, nhìn thành tích không chỉ có riêng chỉ là địa phương khảo hạch, tất cả bị cửu châu học phủ chọn trúng học sinh còn muốn tại trước khi trước khi vào học đến đó tham gia một lần khảo hạch, đây mới thực sự là quyết định học sinh là đi hay ở mấu chốt. Mà cửu châu học phủ khảo hạch cũng rất đơn giản, chỉ cần học sinh có thể đơn độc săn giết một cái dây cấp ma thú thỏ tai dài, cái kia coi như thông qua được khảo hạch. Dù sao cửu châu học phủ cần chính là có can đảm cùng ma thú liều mạng chiến sĩ, mà không phải sẽ chỉ đọc chết sách bé ngoan. Dây cấp ma thú thỏ tai dài Cô Bạch nghe xong ngư quân sau khi giới thiệu trong đầu xuất hiện một cái cùng phổ thông thỏ nhà bộ dáng không sai biệt lắm ma thú. Thỏ tai dài đối với người bình thường tới nói cũng rất quen thuộc, bởi vì một số thường thường bậc trung gia đình ăn thịt ma thú đại bộ phận đều là từ nó, cung cấp. Thỏ tai dài cao 2 mét, dài chừng 5 mét, là tất cả ma thú bên trong nhỏ yếu nhất một loại, nó so với cùng là dê cấp ma thú, thiết giác dê nhỏ yếu hơn không ít, hạ nhẫn liền có thể đơn độc săn dết. 7. Bất quá nơi này, hạ nhẫn, chỉ cũng không phải tô bạch loại này vừa mới đem trác ra tăng lên tới một thẻ, ngay cả dây cấp nhẫn thuật đều không có nắm giữ yếu gà A. Thỏ tai dài trong cơ thể trác ra lượng đồng dạng tại 80 thẻ tả hữu, tuy nói trác ra lượng nhiều không có nghĩa là sức chiến đấu liền mạnh, nhưng chiến đấu lực mạnh nên gia trác ra lượng nhất định không thể thiếu. Mà vừa mới thi đại học xong các học sinh căn bản cũng không có nhiều như vậy trác ra, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhẫn thuật cùng kỹ xảo săn giết thỏ tai dài nhưng cho dù là dạng này tỷ lệ đào thải cũng phi thường cao chỉ bất quá những này ngư quân không có cho tô bạch nói sợ đã kích lòng tự tin của hắn đã ngươi nghe rõ như vậy lão phu liền tự móc tiền túi giúp đỡ ngươi một môn dê cấp nhẫn thuật xem như sớm cám ơn tiểu tử ngươi vì trường học làm vẻ vang ngư quân nói xong quay người từ phía sau lưng trong giá sách lấy ra năm quyển sách đặt ở trên mặt bàn hiệu trưởng ngài đây là ha ha ngư quân trên mặt cứng nhắc đường công giật giật gạt ra một cái tiếu dung, những này không phải trường học tài sản, là ta cá nhân vật phẩm, ngươi chọn một A. Ngư quân làm dương thành nhất trung lão hiệu trưởng, hắn hy vọng trường học có thể càng ngày càng tốt, mỗi một cái học sinh nhóm đều có thể đạt được chính phủ liên bang tài nguyên. Kỳ thật đến hắn loại đến tuổi này cả một đời giải gió dầm mưa mấy chục năm, dạng gì tràn diện một trải qua. Vinh dự với hắn mà nói đã không trọng yếu, hắn chỉ muốn để Dương Thành có thể thêm ra mấy cường giả thôi. Tô Bạch nhìn trên bàn nhẫn thuật quyển trục không hề động. Một cái quyển trục chỉ có thể sử dụng một lần, những quyển trục này cũng không phải nhân loại mình viết, mà là tại bí cảnh Trung Hòa ma thú liều mạng, tòng ma thú trên thân thể có được, mỗi một cái quyển trục đều phi thường trân quý. Cho dù là nhất đẳng cấp dê cấp nhẫn thuật quyển trục cũng tại một triệu đồng liên bang trở lên, đây cũng là vì cái gì Tô Bạch biết rất rõ ràng hệ thống nhiệm vụ sau khi hoàn thành có đại lượng ban thưởng, lại tạm thời không nghĩ tới đi làm nguyên nhân. Bởi vì dựa vào chính hắn hoặc là phụ mẫu căn bản không có năng lực đạt được nhẫn thuật A. Hiệu trưởng, cảm ơn ngươi. Tô Bạch con mắt có chút ẩm ướt. Bất quá hắn không có cự tuyệt hiệu trưởng hảo ý, chỉ là ở trong lòng nhớ kỹ phần nhân tình này. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại lòng cảm mến. Dương Thành nhất trung lòng cảm mến. Quy, ngươi nghe nói không? Tô Bạch giống như không cần lên khóa. Nghe nói, nghe nói là lão hiệu trưởng coi trọng thiên phú của hắn muốn hắn những ngày này gấp rút bắn vọt đâu thật sự là hâm mộ hắn a à, vậy mà có thể bị hiệu trưởng nhìn trúng, ta muốn là như thế này liền tốt không có cách ai để người ta đột nhiên lập tức bạo phát từ học sinh kém biến thành thượng đẳng sinh trong phòng học các học sinh đã từ trên bãi tập trở về bọn hắn không biết từ nơi nào tiến đến tin tức nghị luận ầm ĩ nghe lâm hổ mở to hai mắt nhìn khá lắm cái này huynh đệ ta là càng ngày càng nhìn không thấu A. À. Lúc này bị các bạn học quan tâm, Tô Bạch đã sớm bị nghỉ. Lúc đầu hắn cần lại đến 5 ngày học. Tại khoảng cách thi đại học sau cùng một tuần lễ mới có thể bị nghỉ. Bất quá bây giờ hắn đạt được ngưu quân nhẫn thuật. Vương Hải đặt phê hắn về nhà chuyên tâm tu luyện nhẫn thuật. Có không hiểu có thể gọi điện thoại thỉnh giáo trữ viễn. Tô Bạch trước khi đi cũng chưa quên hướng trữ viễn thỉnh giáo tinh luyện trát ra vấn đề mà trữ viễn cũng không hổ là thường xuyên cùng ma thú chém giết cường giả dăm ba câu liền giải khai hắn nghi hoặc để hắn thu hoạch rất lớn mà trữ viễn đối cái này niên đệ cũng rất thưởng thức cùng hắn lẫn nhau lưu lại điện thoại lời trong lời ngoài chiếu cố chi ý vừa xem hiểu ngay ngồi tại trên xe buýt câu bạch hài lòng vỗ vỗ túi sách bên trong chứa hắn chọn tốt nhẫn thuật thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật mặc dù ta rất muốn tuyển thuấn thân thuật bất quá bây giờ ta càng khuyết thiếu loại hình công kích nhẫn thuật. Ngư quân cho hắn năm cái quyển trục bên trong ngoại trừ thuấn thân thuật cùng tâm trung trảm thủ chi thuật, bên ngoài, có hai quyển là huyễn thuật, trực tiếp bị tô bạch không nhìn, hiện tại tinh thần lực của hắn còn quá yếu ớt, tu luyện huyễn thuật có chút được không bù mất. Còn lại cái kia một quyển liền là Kage Shuriken, hắn đồng dạng không muốn lựa chọn, bởi vì thế giới này suriken cùng nguyên tắc tiêu chảy, ngoại trừ đối phó một chút đối thủ nhỏ yếu không có chút tác dụng chỗ, Thử nghĩ một hồi, nhân loại đối mặt mấy chục hơn trăm mét cao ma thú đi cho người ta ném hai đem shuriken gãi ngứa ngứa. Cái này không khôi hài sao? Như thế còn không bằng dùng AK thình thịt một con thoi tới đơn giản đâu. Mà thuấn thân thuộc là mỗi một cái ninja đều muốn tu luyện, bao quát tô bạch ở bên trong cũng giống như vậy. Thuấn thân thuộc là đem trác ra tụ tập tại chân bên trên tiến hành như trận gió giống như di động với tốc độ cao, tốc độ nhanh chóng mắt thường không cách nào bắt, người bình thường xem ra tựa như là thi thuật giả đột nhiên dịch chuyển không gian chắc ra lượng sẽ bởi vì thuật di động khoảng cách cùng tốc độ cao hao phí thấp khác biệt tổng thể tới nói đây là một môn chiến đấu cùng chạy trốn đều tương đối thực dụng nhẫn thuật nếu như tô bạch hiện tại có một môn công kích nhẫn thuật lời nói vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn thuấn thân thuật bất quá tiếc nuối là hắn không có với lại thi đại học sắp đến muốn thi đậu cửu châu học phủ hắn nhất định phải chiến thắng thỏ tai dài mà chiến thắng thỏ tai dài mấu chốt nhất định phải có một môn công kích nhẫn thuật mới được. Thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật, vừa vặn đền bù hắn hiện tại thiếu hụt, là một môn am hiểu công kích nhẫn thuật. Công kích nguyên lý là thi thuật giả lợi dụng thổ độn tìm nhập lòng đất, phát động cùng xuất hiện mặt đất sẽ xuất hiện vết nứt, dùng cho tập kích bất ngờ cùng tránh né công kích của đối thủ, đối phó thực lực xa yếu hơn mình ninja thường thường một chiêu giải quyết, đem người bị công kích toàn bộ thân thể đều kéo tiến dưới mặt đất chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt đất. Mà một khi người bị công kích chạy không thoát, như vậy liền trở thành mặt người chém giết, thịt cá. Cùng thuấn thân thuật có chút giống nhau là thi thuật giả công kích khoảng cách cùng tốc độ công kích đều lại nhận trác ra ảnh hưởng, trác ra chuyển vận càng lớn tốc độ công kích cùng công kích khoảng cách liền sẽ càng xuất sắc. Cái này tại dây cấp nhẫn thuật bên trong xem như một môn tương đối ưu tú nhẫn thuật. Sau khi nghĩ thông suốt tô bạch không do dự nữa, tuyển liền tuyển hảo hảo tu luyện chính là thuấn thân thuật ngày sau có rất nhiều cơ hội làm đến. Mang theo loại tâm tình này Tô Bạch nhắm mắt lại, chờ lấy xe buýt đến trạm. Ước chừng một giờ, xe buýt thanh âm nhắc nhở vang lên. Ken, hạnh phúc cư xá đến. Tô Bạch đột nhiên mở mắt ra, động tác thoăn thoát dưới mặt đất xe, ba chân bốn cẳng hướng về tự mình đi đến. Rất nhanh hắn liền đi tới cửa nhà, vừa định gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng cãi vã tỷ phu không phải ta nói ngươi không có tiền học người nào nhà lên đại học còn không bằng để tô bạch đi theo ngươi vào xưởng làm công đâu một đạo dáng vẻ lưu manh âm thanh âm vang lên tự hồ rất khinh thường tô bạch nghe được đây là hắn cái kia cả ngày không có việc gì dượng tông thành tông thành ngươi câm miệng cho ta ngươi muốn cho tiểu bạch giống như chúng ta một tiền đồ sao hiện tại tiểu bạch thật vất vả có thiên phú như vậy ngươi không ủng hộ hắn coi như xong lại còn đã kích tỷ phu lại một đường trách cứ tông thành nữ tiếng vang lên đây là hắn gì hai lâm tú mai tông thành ta lại không nói không cho hắn lên đại học là tỷ phu bọn hắn không có tiền tốt a à. với lại lên đại học đi ra cũng chưa chắc có thể lăn lộn công việc tốt cả ngày cùng ta một khối đánh bài không phải cũng có mấy sinh viên đại học sao bọn hắn so với ta mạnh hơn tới chỗ nào nói bậy bác đạo đó là những người kia tự cam đọa lạc tiểu bạch làm sao lại trở thành người như vậy ngươi lại nói bậy liền xéo ngay cho ta, đừng đến tỉ ta nhà. Lâm Tú Mai tự hồ là nhịn không được, không để ý hình tượng chửi ầm lên. Lúc này Tô Bạch mụ mụ Lâm Tú Nga nói chuyện, cốt cốt, hai ngươi đều bất tranh cãi đi, hôm nay gọi các ngươi đến chỉ là thương lượng một chút mà thôi, có tiền liền ra ít tiền, không có tiền chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp, không có quan hệ. Không sai, đã tông thành không đồng ý Tú Mai ngươi cũng đừng giữ vững được, tâm ý của ngươi chúng ta biết. Tô Kiến Hồng bất đắc dĩ nói, hắn tự hồ không muốn để cho Lâm Tú Mai vì chuyện của nhà mình cùng Tông thành tên hỗn đảng kia sinh khí. Hỗn đảng này, hai đời đều như vậy. Ngoài cửa Tô Bạch thầm mắng một tiếng. Tông thành vô luận là hắn xuyên qua trước vẫn là sau khi xuyên Việt đều là một tên hỗn đảng, cả ngày đánh bài dê bác không có nhà, mình dì hai cùng đường muội cũng không biết vì chuyện này khóc bao nhiêu lần, nhưng hắn liền là không thay đổi. Đời trước còn tốt, xã sẽ khá hài hòa, chỉ dựa vào gì hai một người tiền lương nàng và đường muội trôi qua cũng không tệ. Nhưng đời này không được, ma thú xâm lấn về sau không phải nên gia kiếm đều là vất vả tiền, nhà dì hai thời gian trôi qua cũng là căng thẳng. Mấy năm trước có một lần đường muội bị bệnh chờ lấy tiền xem bệnh, kết quả lại bị tô bạch hắn cái kia hỗn đảng dượng cầm lấy đi đánh bạc thua mất, khí hắn dì hai kém chút tìm cái chết. Tông thành việc xấu loan lỗ để tô bạch rất chán ghét hắn, vì dì hai cùng đường muội kêu bất bình chỉ bất quá hắn là một tên tiểu bối không tốt ra mặt thôi. Bang bang bang. Tô Bạch dùng sức gõ cửa, đánh gãy bên trong tiếng cãi vã. Tiểu Bạch, lúc này mới mấy điểm, ngươi tại sao trở lại? Lâm Tú Nga mở cho hắn phía sau cửa kinh ngạc hỏi. Tô Bạch vào cửa sau vừa cười vừa nói, trường học nghỉ, qua mấy ngày chỉ cần đi đưa tin một lần là được. Sớm như vậy? Lâm Tú Nga lẩm bẩm một câu bất quá không có hỏi tới Tô Bạch nguyên nhân. Dì hai, dượng hai. Tô Bạch đối khách khí kêu Lâm Tú Mai cùng Tông Thành một tiếng, lúc này hai người còn một bộ không ai nhường ai dáng vẻ, bất quá nhìn thấy hắn sau khi trở về thu liễm không thiếu. Ha ha, mấy tháng không thấy Tiểu Bạch giống như lại cao lớn. Lâm Tú Mai thân thiết đi đến Tô Bạch bên người, so đo chiều cao của hắn. Tông Thành lại là nhàn nhạt dùng giọng mũi cân một tiếng, ngay cả đánh ý nghĩ bắt chuyện đều không có. Tô Bạch cười cười không có để ý, cùng dì hai kéo đến việc nhà. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.